bộ môn lý sinh y học. Thế thì xưa 11 năm công tác ở trường đại học Hà Nội và tôi cũng biết nhiều về ngành y. Còn hơn nữa, trước khi về công tác ở trường đại học Hà Nội thì tôi đã dành một thời gian rất lâu rồi, chính là từ năm 2000 chính thức tôi bắt đầu bước chân vào con đường nghiên cứu về tất cả những cái gì làm cho người hạnh phúc, nó ngắn gọn như thế. Nghe thì có vẻ cao siêu, chính vì thế mất công sức từ năm đó đến nay tôi vẫn không ngừng nghiên cứu. Vậy là trải qua 14 năm rồi mà tôi vẫn thấy là vẫn còn có rất nhiều cái để nghiên cứu vào. Thì các quý vị cứ nghĩ có lẽ cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng là chắc là hôm nay buổi nói chuyện về sức khỏe không phải thế, bởi vì sức khỏe chỉ một phần là thuốc thôi. Thì tôi nghiên cứu tất cả những cái gì mà làm công nghệ thuốc đấy, các vị quý vị có đồng ý rằng đấy cũng chính là mục đích cuộc sống ra đúng không? Thế thì nghiên cứu thì tôi đã tích góp được rất nhiều kiến thức rồi, và có một cái cũng khát khao tôi muốn chia sẻ với để cho những người khác cũng được biết và để cho họ trở nên hạnh phúc hơn, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Và cái thứ hai nữa cũng là một cái động cơ rất lớn để kích thích tôi làm điều này, bởi vì thực chất là xã hội chúng ta bây giờ nói riêng, ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung là có thể tổng kết bằng hai câu, tức là con người chìm đắm trong u mê và dễ dụa cho bệnh tật. Có quý thính giả nào không đồng ý với tôi về hai câu mà tôi vừa đặc trưng cho cái xã hội bây giờ không? Thế thì không thể thể thấy được tất cả xung quanh cảm thấy như là đang riêng xiết, đang bất hạnh, đang đau khổ. Thế thì tôi muốn góp một phần công sức nhỏ bé vào để cho mọi người, nếu như chưa hạnh phúc ai được thì cũng dần dần và bước trên con đường hạnh phúc và bước bất hạnh đi. Thế thì đó là cái nội dung của buổi nói chuyện hôm nay. Buổi nói chuyện hôm nay tôi chuẩn bị có kế hoạch với hai chị Hương là sẽ kéo dài một nhiều buổi kiến thức rồi muốn chia sẻ rất nhiều, không thể một buổi mà hết được không? Thế thì bắt đầu nếu mà cả buổi nói chuyện thì tôi đã thống nhất với chị và hai chị Hương là tên gọi là sẽ thay đổi cái bất hạnh. Nếu quả thật chúng ta không thay đổi đó, sau buổi nói chuyện này mà chỉ tôi tin chắc rằng trừ những ai hoàn toàn không có lý trí hoặc hoàn toàn không có nghị lực thì mới không thể thay đổi một chút nào. Còn chỉ cần một chút lý trí thôi và một chút nghị lực thôi thì chúng ta sẽ rất khoát sẽ thay đổi. Mình không thể thở ơ những điều tôi sẽ nói sau đây được. Thế thì cuộc nói chuyện là thay đổi hay bất hạnh đúng không? Và tùy vào tình hình thời gian mà hôm nay chúng ta làm được cái đâu thì chúng ta sẽ làm. Tôi xin bắt đầu buổi nói chuyện của chúng tôi. Trước tiên tôi muốn giới thiệu cho bạn là vừa rồi tôi đã đặc trưng cho xã hội bây giờ là hai từ là chìm đắm trong u mê và dễ dụa trong bệnh tật. Vậy thì có cơ sở nào chuyển đổi không? Thì tôi muốn giới thiệu cho bạn và chỉ cho các bạn biết là nhân loại đang đi trên con đường đau khổ thế nào. Ngày hôm qua là ngày gì có bạn quý thính giả nào biết không? Ngày hôm qua là ngày Khánh Mỹ. Ngày hôm qua là ngày Quốc Khánh Mỹ 4/7, rất tình cờ lâu. Hôm qua tôi chúng ta buổi nói chuyện ngay sau ngày Quốc Khánh Mỹ như này. Nước Mỹ là dân tộc kỳ lạ. Tôi rất khâm phục người Mỹ và tất nhiên là tất nhiên chúng ta sẽ còn nhiều thời gian để nói về nước Mỹ. Ở nước Mỹ cái gì đẹp nhất cũng ở Mỹ và cái gì xấu nhất cũng ở Mỹ. Cái gì khỏe nhất, lành mạnh nhất cũng ở Mỹ và cái gì là bệnh hoạn xấu xa nhất cũng ở Mỹ. Thế nhưng mà họ có một cái trí tuệ rất cao và được đặc trưng bởi bằng khiêu ngôn độc lập. Thì xin lỗi các bạn và những ai mà không biết tiếng Anh, chính vì thế mà tôi luôn phải giữ hai cái nội dung, một bằng tiếng Anh và tiếng Việt để giữ nguyên bản. Biết đâu có bạn nào lại biết tiếng Anh thì để tôi thấy rằng tôi là dịch là trung thành với những ý của họ đó. Thế thì có tiếng Việt để ai không biết tiếng Anh thì sẽ theo dõi được. Chúng ta đều nắm chắc chân lý hiển nhiên là tất cả mọi người tạo ra bình đẳng, tạo hóa ban tặng các quyền không thể tước bỏ, trong số các quyền đó quyền sống, quyền tự do và quyền theo đuổi hạnh phúc. Có nhiều văn bản dịch rằng là quyền mưu cầu hạnh phúc, tôi thích từ theo đuổi hơn vì nó chính xác hơn. Bởi vì mưu cầu anh chỉ ngồi một chỗ, anh cứ mưu cầu, còn theo đuổi để hành động của anh rồi, anh luôn vươn hạnh phúc. Chứ còn mưu cầu thì nhất là không đúng cái từ pursuit. Albert Einstein là một nhà khoa học có lẽ là vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Đừng lo con em các bạn không thông minh, nếu không ăn thịt Albert Einstein là người ăn chay.
Anh em xanh có nói một cái gì hạnh phúc rất đơn giản, một cái bàn, một cái ghế, một âu hoa quả, một cây cây cầm. Con người cũng cần gì thêm được hạnh phúc. Rồi có lẽ đã đến lúc kết thúc cái trích dẫn hạnh phúc của ông. Nhưng nói chung là trong hàng nghìn quan niệm về hạnh phúc đấy, thì chúng ta đều thấy những điểm chung là hạnh phúc không đến từ điều kiện vật chất bên ngoài, mà đến từ bên trong con người. Và cái hai, thứ hai là hạnh phúc đến từ cách tư duy tích cực, cái cách chúng ta đối xử tốt đẹp với bản thân, với con người ở thế giới xung quanh. Đó là hai điểm chung trong các bạn có thể tìm trên internet, trong sách vở vô số các định nghĩa đó. Nói chung là đều là ý thống chế, chứ không phải đến từ ta có cái gì, ta sở hữu cái gì và ta đang ở vị trí nào. Và nói chung là từ trạng thái bên trong và từ suy nghĩ tốt đẹp ra. Vì lầm lạc trong các khái niệm tự do và hạnh phúc và thiếu hiểu biết của phần lớn mọi người trong cuộc đời chỉ đạt được mục đích đơn giản để sống. Trong khi chúng ta đã vừa nói là mục đích sống là gì nhỉ? Là sống tự do và đạt được hạnh phúc. Nhưng mà có mấy ai mà được tự do, mấy ai mà được hạnh phúc? Chỉ đơn giản được sống. Không những thế, phần lớn đều là nô lệ, không những không được tự do mà còn là nô lệ. Nô lệ cái gì đó. Và bất hạnh triền miên. Nói tóm lại, chỉ được sống và sống thì đó là khó có thể gọi là sống được. Bởi vì là nô lệ cái gì đó và bất hạnh triền miên. Chúng ta hãy xem Đài Lạt Ma khi phóng viên phỏng vấn ông ta để biết dần tại sao con người lầm lạc trong cuộc sống, lầm lạc trong khái niệm tự do hạnh phúc và không hiểu biết, để cuối cùng dẫn đến bất hạnh triền miên và là nô lệ. Nhà báo hỏi là cái gì về nhân loại là ngài ngạc nhiên nhất? Đại Lạt Ma trả lời chính con người may vì những lý do sau đây. Thứ nhất, con người dâng hiến sức khỏe của mình để kiếm tiền, sau đấy con người lại dâng hiến tiền của mình để phục hồi được sức khỏe. Vậy đó không phải điều phi lý không? Điều này chính là điều mà làm Đà Lạt Ma không thể hiểu nổi và ngạc nhiên nhất của con người. Câu này đối với các bạn dễ hiểu không? Và các bạn có nhận thấy đúng như thực tế không? Con người dâng hiến sức khỏe của mình, sacrifice không? Thực ra gọi là tiêu bỏ, cho đi sức khỏe của mình không? Để kiếm tiền. Và sau đấy lại cho đi tiền của mình để phục hồi cái sức khỏe mất đó. Hai, bắt đầu khó hiểu hơn rồi. Con người quá lo về tương lai của mình đến mức không tận hưởng với hiện tại. Kết quả là ta không sống cả hiện tại lẫn tương lai, đúng không? Chúng ta lồng ngục làm việc, ăn uống nhiều nhạt đủ thứ và lúc nào nghĩ đến là tìm cách để dùng tiền để mua thuốc thang, đúng không? Mua thuốc thang rồi ăn đủ mọi thứ chỉ để lo cho tương lai. Sau này bố đau bệnh tật thì sao, đúng không? Rồi là sau này về hưu rồi cái gì mà sống, rồi sau này là trời đất xoay vần làm sao mà chúng ta còn có gì đảm bảo. Do đó là cuối cùng thì cái hiện tại đấy anh ta không tận hưởng được, và không tận hưởng được khi đến tương lai thì cuối cùng anh ta không được hưởng được tương lai đó. Bởi vì như các bạn biết là bất hạnh mà, nhiều người không sống được đến cái tương lai mà để chờ lúc về hưu cơ, đã bị bất hạnh từ lúc mà còn đang làm việc đó. Tức là chưa được hưởng của cuối cùng thì anh ta không sống được cả hiện tại của tương lai. Câu này các bạn có thấy các bạn có nghĩ rằng thấy khó hiểu không? Cũng tương đối khó hiểu nhưng mà cũng còn có thể hiểu được. Tất nhiên là trí tuệ của ngài thì nó siêu việt lắm đó. Nhưng mà tôi cũng sẽ cố gắng dùng ví dụ minh họa để chúng ta hiểu được. Thứ ba là anh ta sống cứ như là anh ta sẽ không bao giờ chết, và cuối cùng sau đó thì anh ta chết mà chưa từng được sống thật sự. Câu này rất hay, bởi vì các bạn cứ nhìn một số người xung quanh, tôi biết có một anh bạn, tất nhiên gọi là anh bạn đúng hơn tuổi tôi nhiều, nhà cửa rất nhiều, ô tô rất nhiều, tiền bạc rất nhiều, nhưng hiện giờ một tuần chạy thật 3 buổi, một tuần chạy thật 3 buổi, và có một đứa con đang ngồi tù vì tội buôn bán ma túy. Tôi tin chắc rằng lúc ông ta sống thì ông ta mãi hết làm việc, và ông ta cứ gác lại, ông ta cứ nghĩ là ông ta không bao giờ chết, thời gian còn nhiều mà. Đến lúc ta sẽ lo quan tâm thằng con, đến lúc ta sẽ lo về sức khỏe của mình đó. Đây chính là cái hiểu. Các bạn, đấy, theo ý tôi hiểu, tôi cũng nghĩ là có thể cũng sẽ đúng một phần nào. Tức là sống cứ như là không bao giờ chết, thời gian còn nhiều lắm đó. Thời gian còn nhiều, ta sẽ kịp sửa, ta sẽ kịp làm điều này, kịp làm điều nọ. Và cuối cùng thì là anh ta chết mà chưa từng được sống. Vì cũng như là lúc nào không biết trân trọng từng cái giờ phút quý giá của cuộc sống mình đó. Mà lại cứ lo làm việc gì và bảo ta sẽ làm việc này, việc nọ sau, đúng không? Ta sẽ đến thăm bố mẹ sau, ta sẽ đi nghỉ sau, đúng không? Ta sẽ đi du lịch sau,
cuối cùng thì cái ông bạn mà chạy thật ấy của tôi cũng chưa từng đặt chân tới nước ngoài bao giờ, mặc dù nhà cửa đều ok. Tức là lúc ông ta nghĩ thưa rất cậu già chưa chết đâu, đúng không? Và thậm chí không phải chết, sau đó anh ta chết mà chưa từng được sống trạng sĩ. Đây cũng là cái câu mà tôi muốn mô tả cuộc sống của đa số chúng ta, chưa bao giờ được sống thực sự. Thế thì có quan niệm hạnh phúc của người Việt Nam như thế nào? Đến bây giờ nó đúng từ cái hồi Chế Lan Viên làm bài thơ Người Đi Tìm Mình của nước bây giờ mô tả cái tổng Việt Nam như thế, đến bây giờ cũng khoảng đúng thân của đó. Lúc chúng ta ngủ trong giường dỗ hẹn dân con đẻ nát cuộc đời con, hạnh phúc được chúng ta học đẹp một mái nhà yên rủ bóng trong tâm hồn. Tức là con người Việt Nam, Chế Lan Viên chế nhạo con người Việt Nam là tìm coi nguồn của hạnh phúc là những cái vật chất xung quanh. Đó. Không như thế mà lại coi cái nguồn hạnh phúc đấy chỉ là những vật chất rất đơn giản, rất tầm thường. Đó là một tà áo đẹp, một mái nhà yên rủ bóng trong tâm hồn. Tôi muốn giới thiệu các bạn, các quý thính giả, thư viện học sinh của Hồ Chí Minh rồi. Sau 80 năm rời nô lệ là cái đức nhà yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng cơ đồ. Ai biết cái câu này, non sông Việt Nam trở nên tươi đẹp hay không? Xin giới thiệu qua các quý thính giả, tôi sinh năm 70, tức là tôi đã sống ở trong cái thời kỳ nước Việt Nam đẹp vô cùng. Chưa từng thấy một đất nước mà đẹp như nước đấy, nhưng bây giờ nó tan hoang như một cái bãi rác khổng lồ đó. Các dòng sông đều chết. Báo các bạn tin là công cuộc phá rừng của nước ta thì cơ bản đã hoàn thành rồi. Biển thì cũng diễn tập lên tôm cá hết sạch rồi. Tất nhiên là câu này ta từ ông năm 45 gửi lá thư này đến bây giờ bao nhiêu năm rồi? 100 năm. 4 năm, 7 năm rồi. Không có gì thay đổi cả mà chỉ có càng ngày càng tồi tệ đi. Tức là đi xuống, càng ngày càng tiêu điều sơ sát. Đất tộc Việt Nam hút cái này qua không? Các bạn chắc cũng không cần phải tôi giới thiệu lắm. Không cần phải tôi giới thiệu. Ở bên Nhật và Pháp thì ở một số ngoài về, ngoài siêu thị nó đề một số câu bằng tiếng Việt. Nếu ăn cắp trong siêu thị là bị truy tù đi bằng tiếng Việt. Bởi vì chỉ có mỗi người Việt là cần cái câu thôi. Ở một cái nơi khu du lịch của Thái Lan thì có đề một cái câu bằng tiếng Việt nữa, không được vứt ra. Trong khi đó không hề có một câu nào khác bằng tiếng Việt khác. Chỉ có một câu là bằng tiếng Việt là không được vứt ra. Vậy thì các quý khán giả có thể hiểu được rằng là dân tộc Việt Nam liệu có lúc nào có cái đài liên quan để sánh vai cùng với mặt trời không? Chính là một cái tập nữa là không tập của các em. Mà ngay cả chữ học tập này cũng chẳng thể hiểu nổi, các thế hệ học sinh lắp bắp ra những mãi không hiểu học tập là cái gì mà. Họ không hiểu học tập là gì, các bạn không hiểu học tập là gì, chẳng ai hiểu học tập là gì. Và cuối cùng hệ thống giáo dục của chúng ta cuối cùng đã làm cho các em hiểu ra một điều là học tập ở đây là người ta ý là thuộc lòng. Học thuộc lòng, học thuộc lòng nữa thì còn mãi. 12 năm trời học phổ thông không biết gì, học tốt nghiệp trung học không biết gì cả. Không biết gì tức là không biết cái cần biết. Mấy công thức chúng chỉ dẫn dắt để giải quyết vấn đề gì? Làm mấy rất là trước để làm gì? Mấy công thức chúng học chúng ta để làm gì? Thi xong là rất, có làm gì đại vô không? Không. Đối với tôi quan trọng nhất là cần phải biết 3 điều thì phải đọc dần. Điều thứ nhất là làm thế nào để ta hạnh phúc. Có thấy trong trường lớp, có ở trường đại học hay trường phổ thông không? Ai dạy cái cách đấy không? Làm thế nào để mình hạnh phúc? Các bạn hãy thử nhớ lại, những bạn trẻ nhớ lại xem đã bao giờ người ta dạy làm thế nào để mình hạnh phúc chưa? Còn hạnh phúc là gì có dạy đâu mà làm thế nào hạnh phúc càng không dạy. Thế rồi con quân. Và cái thứ hai là làm thế nào để người khác hạnh phúc. Đã không dạy hạnh phúc thì càng không dạy người khác hạnh phúc được. Cái điều thứ hai. Điều thứ ba cũng dạy là làm thế nào cho thế giới tươi đẹp lên. Có 3 điều đấy cần học thôi, còn tất cả các khác phúc trí hết. Tất cả các khác chỉ là làm rác đầu chúng ta đó. Chỉ để thi phục vụ thi cử nó cũng vẫn bất hạnh, hoàn bất hạnh. Và đến những cái đơn giản nhất là chúng ta là con người. Thì tôi hỏi các bạn học sinh, sinh viên, chẳng ai biết quyền con người là gì cả. Bộ luật Tờ Hiến chương Liên Hợp Quốc về quyền con người thông qua 1947, không ai biết, làm người cũng biết quyền con người, không biết quyền của mình thì học cái gì tôi không hiểu. Kết quả là các bạn, các quý khán giả cũng cần phải chứng minh rằng là với những cái điều tôi vừa nói, em không bất hạnh mới là làm.
Và để minh chứng các bạn biết là Việt Nam đang ngày càng tiêu điều xứ rác như một bãi rác khổng lồ đó, mà thiên nhiên môi trường tan hoang nặng nề, con người thì xuống cấp và ốm yếu bất hoạn. Chúng ta hãy xem điều sau đây và liệu thế hệ này có thể làm cho Việt Nam bước chân lên các đài vinh quang để sinh ra cái quốc hay không? Không, làm cho nó sống được là may, chứ đừng có mong mà nó lại còn làm cho đất nước mà vinh quang nữa. Nó chỉ có những lai lắt sống làm may, nó không thể làm cho nó hạnh phúc được, chứ đừng nói lại làm cho chúng ta phải cường quốc. Không, không bao giờ thế hệ này đầy bệnh tinh hoạt tiểu đường của Phủ này. Đấy là bức ảnh chung, bức chân chung các bạn xin được xin toàn như thế. Càng lại không phải đứa trẻ này, càng không phải đứa trẻ này, nó sẽ tiêu tốn nguồn lực khủng khiếp của đất nước, phải không? Tiêu tốn nguồn lực khủng khiếp của đất nước và làm cho 90 triệu dân chúng ta, phần lớn dân chúng chất lượng vô cùng thấp. Thế thì làm sao bước cái đài vinh quang các cường quốc được? Phải chăng dân tộc đang thất vốn? Theo Bộ Y tế, tình trạng quá tải bệnh viện Việt Nam là chưa từng thấy kể cả nước trong cuộc chiến trên thế giới. Tức là chúng ta còn thua cả những nước, chúng ta còn thua cả những nước trong Phi. Rồi bao đầy mặt của trong đó đầy thì là có ở đâu trên thế giới này? Cờ thế kỷ 21 mà ở nước tự xưng là nước văn minh tiến bộ. Tôi muốn các bạn học cách suy xét cá mở trong nhà trường, không dạy các bạn cái gì cũng phải xem hiện thực, đừng nghe người ta nói mà xem người ta làm. Anh nói anh giỏi, tại sao rất là hoàn thiện thôi. Anh chứng minh đi, anh chứng minh cái cảnh này bảo là tôi giỏi. Không bao giờ tin vào những điều như thế cả, bởi vì hãy nhìn vào sự thật chứ không phải là ai lại ở đâu mà chen chúc mà làm như thế này, ổn độ như thế này trong các bệnh viện. Muốn tham quan, muốn tận mắt chứng kiến, các bạn có thể vào các bệnh viện Bạch Mai, phải không? Nhất là vào những bệnh viện ung biếu, khoa ung biếu, ung thư đấy, sở bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện ca, ung thư đại tràng. Các bạn quý thính giả đã tin là chúng ta đang gấp đôi. Có ở đâu mà cảm gia đình sống chen chúc trong một nhầm giường thế này? Đây là bệnh viện nhi ung biếu nhi, phải không? Bây giờ quá sớm trong bài nói chuyện này, nhưng có lẽ các buổi sau tôi sẽ, nếu mà có điều kiện, sẽ nói thêm các cơ sở khoa học để nói rằng những đứa trẻ này đúng ra không đáng phải như thế. Chúng được quyền sống, nhưng mà do lỗi lầm của người lớn, do những sai lầm của người lớn, sai lầm đối học mà chúng nó phải chịu những bất hạnh này, ung thư máu của nó. Và sau khoảng mấy năm thì chết, sau khi đã tiêu tốn nguồn lực to lớn của đất nước và của gia đình nó, và gây nhiều đau khổ của nó. Chờ làm cho gia đình phải đàn đắm chờ đợi cái giây phút khi nào mà chết đây rồi. Bởi lý học nói rằng là chỉ duy trì cuộc sống khoảng 4-5 năm thôi. Có ở đâu mà trên thế giới mà chúng ta vào những bệnh viện mà thấy truyền dịch ở cầu thang, ở hành lang cũng truyền dịch ở cạnh toilet không? Thế kỷ 21 đừng quên rằng năm thứ 14 của thế kỷ 21 rồi, là tự xưng ở đất nước văn minh tiến bộ. Đừng nghe người ta nói trẻ em đang thế giới ngày mai cảnh ngầm giường chiếu đất. Đây, hôm nay nó như thế này thì ngày mai chúng ta có thể tưởng tượng được rằng là ngày tận thế sắp đến nơi rồi. Đất nước của bệnh viện lớn, bệnh nhân tim mạch nhiều không thể thống kê rồi. Hầu như ai cũng bị già trẻ lớn bé, cái nhẹ nhất là tăng cao hơn năm. Các bệnh mạng tính đường hô hấp phần lớn dân bác ai cũng ho hay cặp khử, khó thở rồi. Và các phòng khám tăng mũi họng xem ngực buộc, trẻ em úp cái máy sông lên hít thở gì đó, hít thở thuốc corticoid rồi thuốc giãn phế quản đủ thứ, và cuối cùng bệnh chỉ có 2 năm thôi. Tiểu đường cũng thúc tốc đầu thế giới đang phát triển như vũ bão, suy thận không có đối thủ trên toàn cầu. Hầu như ai gặp vấn đề về hệ tiêu hóa, cái này tôi không cần phải nói thêm nữa. Bệnh lý xương khớp thì đang trẻ hóa nhanh, gút rồi các loại viêm đau đang tấn công giới trẻ vấn đề. Tất cả những này đều là số liệu khách quan. Và chúng ta có thể bước tới đài, đứng trên bục cao, quán quân về các bệnh tật, chứ không bước trên quán quân về thành tựu và tâm linh tiến bộ đâu. 100% dân số cảm thấy mình khỏe, mệt mỏi, lúc nào mệt mỏi, ốm yếu, ho hay thật cừ, mắt mờ trên trận. Các cơ quan chức năng thì thoái hóa nhanh và sớm, cơ thể nhiễm độc viêm đau đóng cặn bã chuyện thường.
sức khỏe thần kinh rất thấp của cả già lẫn trẻ, nó thường nó hay có những vấn đề nhẹ thì là trẻ con thì bị trầm cảm rồi lo âu rồi tự kỷ ung thư mà rồi là bất an rồi tự tử nhiều bệnh đặc trưng tuổi già nay nó không là trẻ thơ, những bệnh lạ những cảm khủng khiếp mà tôi phương tiện đưa hình ảnh lên xuất hiện ngày càng nhiều không thể hiểu nổi luôn. Đại dịch mang tên suy thận, tôi đưa ra một số ví dụ cụ thể chẳng hạn như bệnh suy thận. Suy thận thì Việt Nam chiếm khoảng 10% dân số. Ôi, 10% dân số này tính từ già trẻ đến bé, nhưng nếu ta thu gọn lại là trong một cái lứa tuổi mà bắt đầu người suy yếu rồi thì sẽ thấy cái số này làm sao tăng vọt lên. Bởi vì chúng ta lấy cả già trẻ đến bé, trẻ con mới sinh ra mà suy thận thôi. Như vậy gần 8 triệu người này phải tính trong cái số lượng người lớn là từng nào thì chúng ta sẽ thấy khủng khiếp, tất cả ra đường là bằng người suy thận. Và ở bệnh viện Bạch Mai năm nào có nhiều người nhảy lầu tự tử bởi vì chạy thận nhân tạo, y học cũng có các chạy thận nhân tạo. Và sau đấy thì là một số người nhà chống kiệt rồi hoặc là về nhà chờ chết hoặc là nhảy lầu cho nhẹ, đúng không? Cửa sổ thì mở. Mà ngay các nhiều người trẻ chạy thận nhân tạo. Nói như thế, tại sao tôi cứ suy thận? Bởi vì suy thận, tôi muốn nói với các bạn là liên quan trực tiếp đến ăn uống của môi trường. Vậy suy thận, xin các bạn hiểu cho rằng không từ trên trời rơi xuống, đừng nghĩ rằng đó là do số phận, làm gì có số phận bị suy thận, nó là cơ quan đào thải, vậy nó suy thận thì phải là do chuyện là nó phải làm việc quá nhiều chất độc nó phải đào thải, cho nên nó suy thận. Mà tại sao người trẻ này cũng phải chạy thận? Điều đó cũng muốn nói rằng xác suất các quý thính giả đây bị suy thận là một số gì khác không? Đừng tin rằng rồi đó là rơi vào ai chứ không phải rơi vào tôi. Xe có lúc nó sẽ rơi vào các bạn, không biết được vào sắp xuất đấy là sắp xuất khác không vào. Đừng nghĩ rằng là tôi không thể bị suy thận được. Người trẻ, giáo viên thể dục, tôi đọc trên báo cái thông tin mà phải nói là người đã mắc giáo viên dạy thể dục thể thao đại học FPT bị suy thận và đang cầu cứu ông anh mình, khiến cái quả thận mà ông anh khó xử quá mà cho đó thì mình chết rồi. Số bệnh thứ hai là bệnh đái tháo đường. Chính thức Bộ Y tế nói rồi, nguyên nhân là đái tháo đường tăng vọt vì bữa ăn thừa thì không phải vì ăn nhiều đường. Bạn nhớ đây là số liệu của Bộ Y tế, nhưng mà nói người ta nói câu này rất kẽ thôi, bởi vì nó to quá thì chết, nó to quá thì ai đi, ai vào siêu thị mua đâu bán được, mà nó bé thôi, đó nó bé là tôi có nói, tôi nói ít thôi. Với tỷ lệ mắc tăng 82% Việt Nam, nước có tốc độ phát triển bệnh nhanh nhất thế giới, cả nước hiện khoảng 6 triệu người chiếm khoảng 6% dân số. Lại lần nữa chúng ta thấy rằng nó thấp hơn con số thực tế, và nó lại nếu chia cho số người lớn thì cũng biết như là dự báo 9 triệu người năm 2025 đất nước toàn suy thận tiểu đường này thì cường quốc bao giờ mới được. Bệnh viện nhi thì ghi nhận không ít trẻ 5-10 tuổi chỉ vài tháng tuổi mắc bệnh này, tiểu đường thì không cũng là một bệnh từ ăn uống mà ra. Hai cái của tôi lấy ví dụ riêng ra, toàn thông tất cả đều từ ăn uống à. Người tàu có câu là bệnh vào từ mồm mà, nhưng mà hai bệnh này thì không thể dối cá được là sức khỏe ăn uống. Tim mạch thì còn có thể đổ lại cái này cái nọ được, chứ còn bệnh nào sức khỏe ăn uống. Và đừng coi thường bệnh này chúng ta cứ quá chăm chú vào HIV, thực ra nó có kém HIV và nó còn tệ hơn HIV. Bởi vì cuộc đời của những người bị tiểu đường có chất lượng rất thấp, có khi đi ngoài đường đá phải dị xương chân về là rát chân không cứu chữa nổi, và cứ thế là hoại tử cơ chân, và cơ chân xong thì cũng vẫn chết đó. Sau đó thì tiểu đường dễ bị mù đó. Nói chung là trong số bệnh nhân tiểu đường có đến 40% thì bị tổn thương võng mạc do tiểu đường. Như vậy là tiểu đường sẽ dẫn đến cơ chân và mù mắt, đấy là cái xác suất rất lớn, cứ hai người một người. Thế còn những bệnh khác mà tôi vừa nói, tim mạch này, hô hấp này, rồi xương khớp tiêu hóa này, rồi suy thận tiểu đường thứ, thế còn vấn bệnh liệu có gọi là bệnh được không hay là hiện tượng? Tôi cho rằng là bệnh lên là giới tính. 1.5 triệu người vẫn không rõ mình giới tính gì, độ tuổi 15-59, người ta bảo ấy là gen hoặc là do cái gì, tôi bảo là do ảnh hưởng của môi trường. Tương tự bạo lực tàn ác tội phạm cũng bây giờ quá kinh khủng, tự tử nhiều, bạo lực tàn ác con người giờ sống phải nói với nhau như loài cầm thú mà nghiện, nghiện game, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc,
méo mó nhận thức thẩm mỹ, các thứ vô thì quái đản, đạo đức giá trị tốt đẹp suy giảm, giá trị phù phiếm không lý giải nổi lên ngôi. Thế thì có trách nhiệm như thế không? Tôi nói rằng có. Hôm nay thế nào đó tôi lại đi bộ đi không bao cho các bạn một cái đơn thuốc. Đơn thuốc chỉ trị mụn trứng cá thôi, gọi là trị mụn trứng cá thôi. Mà cái thuốc đó thì có một lời cảnh báo đầu tiên là cảnh giác có thể dẫn đến hành vi tự tử. Thuốc trị mụn trứng cá Atrovin. Tôi quên rất là đáng tiếc mà một bằng chứng nói lên cái tội ác lớn nhất như nào. Để trị mụn trứng cá thì có thể làm cho học sinh nhảy lầu, có ý muốn tự tử và thậm chí dẫn đến hành vi tự tử, tác động đến hệ thần kinh khủng khiếp, gây ra loạn thần rồi động kinh đủ thứ rồi gây suy thận suy gan rồi là hỏng cơ quan tạo máu ngủ. Và cái đơn thuốc đấy nó chớ trêu nói là uống đi tất cả thật thà lắm, nó gây tác dụng phụ. Chớ trêu một cái là sau khi uống cái thuốc đấy xong với tất cả các tác dụng phụ mà làm cho thân tàn ma dại đó, tôi nói không còn từ gì khác, làm cho thân tàn ma dại hỏng hết, có thể dẫn đến ung thư này, cơ quan tạo máu rồi là gan thận tim gan phổi hỏng hết, thì lại có thể xuất hiện thêm một chứng cá. Một trong tác dụng phụ của nó là có thể xuất hiện thêm một chứng cá và làm da bị dày sừng lên này nó. Tôi không thể hiểu nổi không biết trò hề mà. Rất tiếc hôm nay người ăn một tin. Tức là sau khi chịu những chuyện đấy, thân tàn ma dại và muốn ra cửa sổ để đâu thì lại còn bị mỏng thương. Mục đích không đạt. Tôi nói thẳng là tất cả những chuyện này đều do thuốc thang của y học làm cho thay đổi tính cách của mình. Bởi vì tất cả các thuốc đều tác động có hại, rất hại cho hệ thần kinh. Cho nên những cái gì mà thuộc về nhận thức, thuộc về tinh thần là tôi khẳng định là từ thuốc. Ngoài ra tất nhiên là còn từ bạo lực rồi trên các cái phim ảnh đúng không, rồi internet nữa. Nhưng mà thuốc thì đây lần là về tinh thần. Tất cả những chuyện đấy tôi xin nhắc lại cho bạn là không thật đâu, bởi vì thực tế còn kinh khủng hơn nhiều. Tất cả điều của nó không thật, bởi vì thực tế còn kinh khủng hơn nhiều. Vậy thì vì đâu nên nói? Chúng ta phân tích con người sống vi phạm các quy luật của tự nhiên và chối bỏ sự bảo vệ của mẹ tự nhiên, rồi chúng ta sẽ hiểu, rồi chúng ta sẽ phân tích cái này tại sao lại được mẹ tự nhiên bảo vệ mà chúng ta tự chối bỏ. Chúng ta lại cầu cứu và đánh nhau khi chúng ta không dùng cái tự năng lực tự thân của cơ thể để chống chọi được này. Và sống thì vi phạm quy luật tự nhiên, ăn uống vừa phải và sinh hoạt vừa phải, hành vi vừa phải. Con người đã đang hủy hoại môi trường thập tệ, làm tổn thương nghiêm trọng mẹ tự nhiên, tất nhiên cuối cùng là phải nhận đến tác động ngược bằng. Con người quá ngạo mạn coi thường mẹ tự nhiên, coi mình tài giỏi, lúc nào cũng nghĩ là mình có thể vượt được tự nhiên và đó chính là cái ngạo mạn của y học hiện đại làm trầm trọng thương tai này. Không còn chịu, không còn được che chở, chịu sự giận dữ tự nhiên thì con người đang bị chịu phù mọi tai họa đang đến sự diệt vong. Tôi cứ chờ mãi một năm này vẫn chưa thấy trái đất tận thế, năm sau cũng chờ mãi. Tôi thấy nó gần lắm rồi mà, cái sự hấp hối đến gần lắm rồi mà vẫn chưa thấy tận thế rồi. Con người sống ra thật và bây giờ chúng ta sẽ cần một chút kiến thức vào. Lại lần nữa tôi lại trích dẫn một nhà thơ, nhà triết học nổi tiếng của Đức. Hạnh phúc thay người trong thời đại này vẫn còn hy vọng được hít thở chân lý trong khi ngục lạc đại dương sai lầm. Tất cả những gì chúng ta tiếp nhận xung quanh đều là sai lầm hết rồi. Và những gì ta biết chúng chẳng có gì, học đủ các trường các lớp không có gì cả. Và những gì không biết mới thực sự là điều ta cần. Xin lỗi, trong khán phòng ở đây thì có ai biết bơi không? Cái ai cứ giơ tay như sao? Ít quá. Đấy, cái chúng ta biết thì mới thực sự là điều ta cần. Bơi chạm bơi bị bóng được khoảng 5-6 mét đúng không? Nếu mà rơi từ con tàu xuống thì chắc cũng chịu quá. Thế trong đơn giản là bơi cũng biết được. Quyền con người cũng biết, làm người là quyền con người cũng biết. Chúng ta phải có kiến thức thì mới hiểu được tại sao lại có cái thảm họa mà tôi vừa nêu. Vậy học hiện đại là học gì? Y học hiện đại là y học chính thức thống nhất trên toàn thế giới, mà WHO chính là cái tổ chức y tế thế giới, là biểu tượng cái sự thống trị của nó, tức là thống nhất ai mà tham dự vào cái tổ chức này là phải tuân theo như là cái nhà nước, như một nhà nước tuân theo cái luật lệ của nó. Và tất nhiên phần lớn các nước là tham dự cái này, điều đó có nghĩa chấp nhận rằng cái y học hiện đại bây giờ là chính thức và cái gì khác là không được, là chối bỏ.
dựa chủ yếu vào kỹ thuật thực nghiệm xét nghiệm phân tích quy mô giải phẫu can thiệp từ ngoài vào và hóa chất tổng hợp nhân tạo, rất thích mổ xẻ, rất thích tổng hợp. Nhưng tại sao nó lại chính trị được? Nó cũng có điểm mạnh, sức mạnh tài chính, sức lao động khổng lồ của các nhà khoa học, các nhà khoa học đây chủ yếu phương Tây. Họ làm việc kinh khủng đó, mặc dù họ không hề nhận thức được rằng họ càng làm việc nhân loại càng bất hạnh, càng ổn định. Nhưng tôi chỉ nói là cái sức lao động của họ là khổng lồ. Rất nhiều người lao động chỉ là để lao động thôi, rất nhiều người lao động là để kiếm tiền và lao động lực này để giàu có. Nhưng phải nói sức lao động khổng lồ, báo cho các bạn biết là giải Nobel đi học toàn Mỹ năm nào rất tính khoa học cao, tức là làm cái gì rất bài bản, tổ chức chặt chẽ và tiêu chuẩn hóa cao. Cái này rất tốt, bởi vì là bây giờ những cái ông chữa bệnh thì là nhiều người hỏi là bằng cấp quá nhiều không có. Một số người bảo là chữa bằng thuốc rồi cứ ấm huyệt rồi chứng cứu hoặc ra hỏi bằng cấp không có. Thế thì nó không có tính tiêu chuẩn hóa này, thế thì người ta không tin được. Trong khi bất kỳ một kẻ rốt nát nào nếu nó cầm cái bằng cấp trở đi ra thì là bắt người dân là tin nó. Tôi xin lỗi các là nói một lạc đề một tí, tôi dạy các bạn xin lỗi chỉ đi mà tôi nói các quý vị già đều đừng tin họ, có rút lắm không thể chịu mà đừng tin họ. Thế nhưng họ có cái bằng cấp mà có cái bằng cấp tính chính là cái tính tiêu chuẩn của họ. Y học hiện đại là khoa học về bệnh tật. Y học hiện đại lấy bệnh tật là trung tâm, tức là chỉ có nhằm nghiên cứu bệnh tật thôi. Là người này có một cái bệnh này, cố gắng mô tả để sẽ xem ra cái gì, cuối cùng thì cô phân chia bệnh. Bởi khoa học này chỉ nằm lại có cái bao nhiêu biểu hiện của ông đau thì chia ra để là cái này thì khác, cái này là bệnh một, cái kia bệnh hai. Bằng cách nào vị trí xảy ra bệnh, triệu chứng của bệnh, hậu quả của bệnh, nguyên nhân của bệnh. Kết quả thu được kho tàng khoảng hơn 2.000 bệnh, tôi thì làm sao mà nữa. Và cái số đấy tăng lên như vũ bão. Cộng thêm là thực sự số bệnh tăng lên, nếu cứ chia cái này thì bệnh còn tăng lên. Nhưng lại còn có thêm sự gọi là đầu cơ của các hãng dược, tức là nghĩ ra kinh doanh bệnh tật, nghĩ ra một cái tên bệnh mới để hù dọa nhân loại và để bán thuốc thêm đó. Có những bệnh vốn là bệnh cũ, bây giờ đưa ra câu đau to vô lớn rất khủng khiếp, vâng, để cho mọi người không sợ, vâng. Rồi chẳng hạn khi trẻ con bây giờ như là nó nghịch ngợm thì bây giờ quy cho nó cái bệnh tăng động giảm chú ý các thứ vào, bắt nó uống một đống an thần vào, sau lờ đã ra mà mất trí nhớ ra, bởi vì đấy nó kinh doanh bệnh tật, nó bịa ra những cái chất vững mời mà. Rồi là thôi tôi cũng có nhiều thời gian không thể kể hết tất cả cái đó được, mà cái đó là một cái máy của kinh doanh bệnh tật. Thế thì 20.000 bệnh tật thì các bạn biết rằng không ai thể nhớ nổi. Thôi chỉ đành vậy thì một số người làm trong lĩnh vực chuyên khoa nào nhớ được đấy cũng không nhớ được. Để nói được về cái bất cập của các phân chia bệnh tật này, tôi có thể nói rằng là cùng nguồn bệnh tế bào của chúng ta mà đúng ra không phải là cái bao vây và tiêu diệt các tế bào vi khuẩn lạ, thế thì người ta lại chia ra rất nhiều bệnh. Nếu bệnh tự miễn đấy xảy ra trên da, người ta sẽ xếp là nào là eczema tràn này, nào là bệnh nếm này, nào là lupus ban đỏ này, nào là bệnh gì gì đó, đó thì xét qua da liễu cũng là bệnh tự nhiên đó, tức là cái dịch rối loạn mà nó cắn vào xương khớp. Thì xin mời anh sang xương khớp đó, cũng chính cái hệ tự nhiên đấy mà nó cắn xé ở một chỗ là tim thì sang cái mạch đó. Đấy, nếu nó cắn xé ở chỗ phế quản mà nó làm cho xương cao viêm lên thì không thở được thì sang kho mạch đó, có gì đó. Như vậy bản chất của các vị trí xảy ra bệnh mà để chia bệnh như thế thì thực ra là không nên, bởi vì tất cả họ đều phải xử lý cái hệ miễn dịch của họ mà. Có rất nhiều cái bệnh tự miễn như thế nữa, phải không? Thế tôi cũng nói đi qua. Và triệu chứng của bệnh thì cùng một cái bệnh này nó có thể thể hiện là người sốt, người không sốt, xong chia ra thì vẫn cũng không hay, phải không? Đấy. Cách xử lý bệnh tật như vậy nào? Vậy thì có cái kho bệnh như rồi làm thế nào? Xử lý bệnh tật của y học hiện đại thì chủ đạo là trị bệnh là chính và phòng bệnh là phụ. Mỗi bệnh trong kho tàng mấy chục nghìn bệnh trên thì lại có nhiều phương pháp trị và nhiều loại thuốc được duyệt bởi các quyền lực trong ngành. Các bạn có biết tổ chức này không? Không biết thì còn biết cái gì nữa không? Đấy, tôi đã nói với các bạn là những cái gì chúng ta không biết thì thực sự chúng ta cần, còn điều chúng ta biết chẳng. FDA là Food Drug Administration, tức là cơ quan quản lý thức ăn và thuốc của Mỹ,
và nó duyên được là thuốc nào được dùng, thuốc nào không được dùng. Chớ trêu thay là có rất nhiều thuốc FDA thu hồi lại và nói rằng nguy hiểm và không hiệu quả, nguy hiểm và không hiệu quả đối với bệnh nhân. Thì trước đấy khoảng chục năm thì nó nói là hoàn toàn hiệu quả và an toàn với người bệnh. Thế thì nhưng vì nó có quyền lực và chẳng ai dám động nó. Tức là những cái thuốc có thu hồi trước đấy 10 năm nó nói là hoàn toàn an toàn và rất hiệu quả chữa bệnh. Nhưng sau đấy thì 10 năm sau nó lại bảo là thuốc này bị thu hồi vì nguy hiểm với và không hiệu quả. Có một điều các bạn chú ý, nếu mà nào biết tiếng Anh sẽ hiểu là drug này có nghĩa là gì nhỉ? Các bạn nói được nhỉ? Drug này có nghĩa là gì? Ma túy. Drug còn có nghĩa là ma túy. Tại sao lại cũng cái hay như vậy nhỉ? Từ thuốc với từ ma túy đều là cùng một từ. Bởi vì thực chất nó là một. Chúng ta đều đang uống ma túy cả thôi. Tôi sẽ đề cập vào sau về tại sao chúng ta thực chất đều là một ma túy ạ. Các hướng trị bệnh chính, bây giờ chúng ta hãy xem trị bệnh. Chúng ta phải hiểu được y học đang làm việc như thế nào, chúng ta mới biết được chúng ta đang bị xử lý như thế nào. Là mất hoặc mất các triệu chứng bệnh, nhưng mất các triệu chứng không nghĩa là bệnh hết không? Không. Nó nguyên nhân vẫn còn mà, chỉ giờ thì nó bùng phát lại thôi. Cố gắng cán tội cho vi sinh vật nào đó gây ra bệnh, và sau đấy dùng đa kháng sinh, dùng vài loại kháng sinh. Đau dạ dày thì khoảng chục năm nay thì là bắt đầu. Không tội cũng xin lỗi, còn có lần vài chục năm nay thì là quy cho là có một cái vi không mặt. Helicobacter hay là pylori. Thế thì là gây bệnh phải không? Xin lỗi. Tính vị nào cả, và khi chúng ta ăn vào cả cái đống đấy nó cứ hỗn độn mà không tiêu được luôn cả. Tiêu diệt của các kháng sinh và nguyên tắc bây giờ của bác sĩ là giết nhầm hơn bỏ sót, không cần biết vi khuẩn là gì, chỉ cần đoán là chắc là vi khuẩn thì cũng tống kháng sinh vào một tống, bởi vì là giết nhầm hơn bỏ sót. Và cuối cùng là kết quả là người chịu thiệt hại là ai? Là chúng ta bị nhận một đống kháng sinh độc hại. Bệnh do virus thì chúng ta đã biết là virus là kháng sinh là không có tác dụng gì cả, mà chỉ còn làm cho yếu người thêm. Nhưng lại cũng dùng nhiều kháng sinh thì tôi có hỏi bác sĩ, thì bác sĩ bảo thường cái người bị virus thì lại kèm theo nhiễm khuẩn đó, thì bọn vi khuẩn nó nhân cơ hội nó là nổi dậy nhập. Thế thì ta cũng có dùng nhiều kháng sinh để phòng phòng trước là được. Nó có loại kiểu gì của kháng sinh? Ngắn gọn như thế và đa kháng sinh, bởi vì là không cái này chúng thì cái kia chúng, bởi vì đúng ra phải làm kháng sinh đồ, phải bắt được con vi khuẩn đấy so lên kính xem nó có đúng đấy và thử kháng sinh này xem nó tiêu diệt không. Tức là dùng khôi làm đấy phức tạp quá, dùng đa kháng sinh và kể nếu như có con vi khuẩn đấy kháng thuốc tất cả thôi cũng số mày và phải uống kháng sinh thôi, phải không? Và không tác dụng gì. Một phương hướng nữa là nhờ vào các phương tiện can thiệp thường xuyên như máy phát thuốc truyền máu để người bệnh tiếp tục sống chung vậy. Tức là một cách là trị bệnh này, và bây giờ một cách là thua chị thua mày đấy, bệnh mãn tính mà, và thì người thiếu máu, người hỏng cơ quan tạo máu thì thôi cứ định kỳ đi làm thiếu máu quá vào viện truyền máu, người tiểu đường thì tiêm insulin từ ngoài vào rồi uống thuốc hạ đường máu rồi chạy thận rồi các thứ, còn tức là để duy trì cuộc sống. Do đó mới có câu là gì, y học không làm cho chúng ta sống lâu hơn mà y học làm chúng ta chết lâu hơn, bởi vì thực ra chúng ta sống ngay nhất đỡ đâu phải nói sống, chỉ làm cho chúng ta chết lâu hơn thôi mà. Một phương pháp cuối cùng nữa là gì? Bằng ngoại khoa sửa chữa hoặc cắt bỏ chỗ bị bệnh. Bây giờ nó sẽ thích cắt lắm. Cứ đâu hở ra một tí bỏ thận hỏng là đèn người ta ra cắt thận vào. Có hai quả mà yên tâm một con quả cạnh hỏng. Cho nên xuất hiện cái chô mà nổi tiếng trong cái đất nước Việt Nam này. Bây giờ còn gây đau đầu cho bệnh viện ở Cần Thơ, đó là cô Hứa Thị Cẩm Tú. Bị đau thận trái thì bác sĩ mổ ra cắt hai quả. Xong rồi đấy thì cố để dạy thì cố biết là mình bị cắt cả hai quả. Thế thì còn sống thì quá không nữa. Thế là bác sĩ lúc đấy mới lôi ra, theo tôi nghĩ thì là chắc là nói dối thôi. Và không, lúc tôi mổ ra thì mới thấy là quả thận hình bóng ngựa, tức là hai quả thận nó nối nhau. Mà tôi thì đã mổ ra rồi thì phải cắt cái gì đấy chứ mổ ra lại không lại à. Thế là tôi quyết định cắt cả hai. Sau đấy thì cái bệnh viện đấy cũng như là chịu hậu quả của cái anh bác sĩ, tôi không rõ là vô cảm, ngu dốt hay là thế nào nữa, họ cũng biết gọi từ gì, chịu trận đi kiếm thận cho cô này, mua một đống tiền xong cái ghép cho cô này, và ghép cho cô này tốn 30 tiền, sau đấy còn chu cấp cho cô này hàng tháng. Cuối cùng sau mấy năm chu cấp thì bệnh viện gần như oải quá rồi, mà tốn đến gần chục tỷ cho cô này rồi thì bệnh viện oải quá quyết định là ngừng trợ cấp cho cô này. Bà tôi khổ quá rồi, ông bệnh viện trưởng cứ nghe nói
khổ quá rồi, tôi đã tốn bao nhiêu rồi, lỗi tại ai? Các ông khổ có phải là tôi lại làm cô đấy không? Tôi khổ quá rồi, tốn bao nhiêu tiền để mua thận rồi là ghép thận rồi trả tiền rồi thuốc men, bây giờ còn muốn tôi cái gì nữa? Đấy, cô nổi tiếng mà đau thận trái cắt cả hai quả không? Bằng ngoại khoa sửa chữa hoặc cắt bỏ cho bị bệnh, rất thích cắt, tôi nói các bạn biết rồi, rất thích cắt, cắt amidan, cắt này, cắt nọ, rất thích cắt, cứ hơi hẳn tí là cắt nó. Nhưng theo quan điểm, tôi sẽ nói hơi nhảy góc trở về phía trước một tí rồi chúng ta sẽ đề cập. Theo quan điểm chúng tôi là những người theo trường phái y học tự nhiên thì bộ phận bị hỏng không có nghĩa là nó vứt đi, mà nếu chúng ta sống đúng đắn lại, ăn uống đúng đắn, làm gì đó thì nó sẽ hồi phục lại như xưa, thậm chí khỏe hơn xưa. Tôi sẽ nói các bạn sâu hơn một tí về cái phương pháp cách hướng trị bệnh cuối cùng này của y học, mà vốn y học vỗ ngực là thần kỳ. Tôi ước gì cái thần kỳ này đã không có. Tôi ước là không có cái thần kỳ này. Bởi vì thứ nhất, thị trường nội tạng đầy máu và nước mắt. Sắc mùi tiền nhất muốn tội ác. Nạn cướp thận khắp nơi trên thế giới mà xảy ra toàn những nước nghèo, toàn bị lừa bán thận. Có những người ở Nepal, việc đau lòng hết sức mới đăng trên báo tuổi trẻ, nạn cướp thận bây giờ đang hoành hành ở Nepal. Là thể hiện thế nào? Một anh nông dân bị một thằng chủ, anh ta công nhân trong cái nhà máy. Thằng chủ bảo là anh đi bây giờ cắt mổ thịt đi, người ta sẽ cho anh $30,000. Sau đấy số thịt thì nó liền lại. Anh công nhân này ôi nhỉ, $30,000 cũng được. Thế là đi sang Ấn Độ, làm các thứ thủ tục giả hết đó, để là cắt mổ thịt đó ra. Anh ta không còn biết, thậm chí không biết là anh ta bị mất thận. Anh ta nghĩ là mổ thịt. Và cuối cùng sau khi bị mất, thì là anh ta cũng không được nhận tiền được, $30,000 cũng không nhận được. Vào cùng anh ta kiện lên thì khi điều tra vào thì anh ta nói là lúc tôi nói chuyện với người ở Ấn Độ họ có nói đến cái từ gì đấy, anh ta lắp lại cái từ đấy thì bác sĩ công an vào đấy là tiếng từ thận, anh ấy bảo tôi không biết từ gì từ thận đâu. Thế là bị đè ra gây mê và cắt mất quả thận. Bao nhiêu người ở Nepal, một là trong Nepal Ấn Độ, những ngân hàng thận lớn nhất thế giới toàn bị bọn tội phạm nó lợi dụng đó, để nó gây tội ác đó. Thế thị trường này là thị trường lớn kinh khủng. Thế thì còn một cái nhân vật nữa tôi không thể nào quên được, đó là anh Tô Công Luân. Chuyện từ lâu rồi, chuyện ấn tượng quá mức tôi không thể quên được, nó đau khổ vô cùng. Tô Công Luân ở trong một tỉnh miền Đông Nam Bộ, anh này bán quả thận của mình để mua xe máy chở bạn gái chơi. Nó đau lòng đến mức thế. Đấy, các bạn cứ bảo là tôi lúc đầu tôi nói là lầm lạc về tự do hạnh phúc, không hiểu gì tự do hạnh phúc cả, cho nên dẫn đất hạnh, bởi vì nghĩ rằng là cần phải có cái xe máy chở bạn đi chơi nhàn hàng quá. Thế thì cảm thấy phải nói là xấu hổ, cùng đầu gì bị bán thận. Sang Trung Quốc làm thủ tục bán thận xong thì sau khi lấy thận xong thì anh ta không còn tỉnh lại nữa trong vòng một tháng, từ lúc ca mổ đó cho đến lúc anh ta chết một tháng trời nằm hôn mê. Như vậy là đây là một cái điều làm tổn hại người khác. Làm tổn hại người khác. Và cùng trong thời gian đấy cũng nên điều tra thấy là ông là ở Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam, hàm thứ trưởng đang nằm chờ bán thận. Chắc không phải tình cờ. Chắc không phải tình cờ. Đó là một cuộc chiến mà những cái tù binh thấy nội tạng mất hết. Đó là những người nông dân mất tích. Đó là những người thậm chí không cần phải giết đi nữa mà lừa thẳng thắn là đi lấy thận. Đó là một cậu học sinh cấp 3 ở Trung Quốc bán thận đi để mua iPad. Đến lúc mẹ về thấy con có iPad, hỏi từ đâu ra thì phát điên lên. Nó đấy là đúng sự lầm lạc ngu mê, lầm lạc không hiểu gì hết về hạnh phúc tự do cả vòng. Cho nên như thế mà tôi ước, cho nên chính vì thế tôi ước là không có cái thành tựu đó xảy ra. Liệu nhân đạo khi kiếm ngắn hạn cuộc sống chất lượng thấp mà làm tổn hại cuộc sống của người khác? Một cuộc sống, tôi đã xem một bộ phim về gọi là hiếu thảo của Trung Quốc đó. Trong đấy ông bà mẹ bị suy thận đó, và ba người con tranh nhau hiến thận cho mẹ. Cuối cùng thì anh con cả khỏe mạnh nhất trong ba người, bởi vì tôi đã nói rồi, cái thế giới này toàn những người ốm yếu mà. Ba anh em đấy đều có bệnh này bệnh nhỏ, nhưng anh cũng anh đến ít bệnh nhất. Thì là cuối cùng là thắng trong việc là hai người em là mình sẽ hiến thận cho mẹ. Nhưng cái đứa con của anh này lại đi vô nói với bà, nó là bố cháu hiến thận cho mẹ. Bà ấy
Thế thì bà dứt khoát không nhận nữa. Bởi vì người bệnh rất ích kỷ và độc ác. Họ không nhận thật của con họ, mà họ nhận sẵn sàng nhận thật của một kẻ nông dân bất kỳ nào đấy bán cho tao. Tao bỏ tiền ra mua thì mà kệ mày, sống chết là sao chứ. Báo cho các bạn biết là tất cả người có tạng đều có cùng đều lún sâu và vực sâu của bất hạnh, đều nghèo đói đau khổ. Vậy chúng ta có thể làm những người ích kỷ này không? Khi mà chúng ta cứ trông cậy rằng suy thận ở chúng tôi thì ta hiến thận để ghét, đấy là tội ác, tội ác. Và hơn thế nữa, cũng đừng mong rằng các bạn sẽ sống được với quả thận đó, cũng chỉ được ngắn hạn thôi, và sau đấy lại mất và lại bỏ tiền đi mua quả khác. Vì vậy đây không thể là phương hướng của y học, và y học cần phải làm cách nào chấm dứt cái chuyện này, bởi vì đó là một sự vô nhân đạo lớn lao đấy. Đây là thế giới thật ích kỷ và bác của ông. Một người già, tôi mà như cái bà mẹ trong phim khán giả, tôi thà chết còn hơn là bởi vì cuộc đời mình như mặt trời sẽ bóng rồi, bao giờ để cho tổn hại cuộc sống khác đáng lên đúng không? Đấy là một sự ích kỷ của bác. Rồi, đấy là cái gọi là y học mà chúng ta đang làm việc. Nó còn đẩy con người là ỷ lại y học hơn và sống bệnh bạ hơn, sống bừa bãi hơn, để nó có gì đã có y học xử lý. Và ai lại một bác sĩ ở một khoa thận của bệnh viện lớn, trưởng khoa thận bệnh viện lớn Hà Nội nói rằng là khó khăn của chúng tôi bây giờ là nguồn thận ít quá. Lẽ nào thì nói câu đấy được? Lẽ nào thì nói bệnh nhân là anh kiếm ngoài thị trường đi mua khoa thận về đây? Đấy là vô nhân đạo. Đấy, nói thẳng ra một câu vô nhân đạo. Mua của ai và ai mua, ai bán? Bây giờ chúng ta xem hậu quả, hiệu quả của cái gọi là trị bệnh trong y học sao? Bất lực cho các bệnh mãn tính, tiểu đường chịu, suy thận chịu, chạy thận xong một thời gian là bắt đầu bảo đi ra ngoài chợ đen mua đi, thằng nào chết thì chết đó, thì mang quả thận về đây đầu hàng trước các bệnh do virus, đầu hàng chịu. Đợt vừa rồi có những bệnh vớ vẩn hồi xưa các cụ chẳng sợ gì cả là sởi, mà cũng coi như làm loạn hết cả lên, coi như cả đất nước coi như là chìm vào trong khoảng loạn, chết đâu hơn trăm đứa. Những bệnh rất vớ vẩn là virus, chẳng làm gì cả, chỉ có ngồi bó tay và chờ cho nó, nếu nó tắc thở thì cho nó thở máy thôi. Bởi vì đầu hàng, giỏi giang gì, đầu hàng với virus, làm gì có thuốc gì chỉ chữa virus, đầu hàng. Và những bệnh này đơn giản, hồi xưa các cụ chỉ cần gọi là bảo vệ một tí, cẩn thận một tí, phải không? Kiêng khem một tí là khỏi thôi. Bây giờ gây ra một sự hoảng loạn, bế tắc khi gặp những vi khuẩn kháng thuốc. Mà vi khuẩn kháng thuốc thì Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo là có 99% vi khuẩn là kháng thuốc rồi. Thế thì còn nói gì nữa? Nói tóm lại, kết quả gì? Số 0. Phương pháp trị bệnh này làm xuất hiện thêm bệnh khác hoặc nặng thêm chính bệnh đó. Uống ác nô tin để bớt chứng cá đi thì nhảy đầu tự tử, và loạn thần lực kinh, và trầm cảm, và ảo giác này, rồi tim mạch, rồi hỏng cơ quan tạo máu của nó. Uống thuốc tiểu đường thì đột quỵ tim. Uống thuốc tim thì sinh ra suy thận, loãng xương. Chúng ta còn muốn gì nữa? Thuốc dùng vừa quá làm yếu người đi và làm vi khuẩn phát triển sức kháng thuốc. Chính những vi khuẩn kháng thuốc này là do thảm họa uống kháng sinh đem kẹo trên toàn thế giới, không chỉ ở Việt Nam. Đặc biệt cái hướng chủ đạo nhất mà chúng ta đã giới thiệu đầu tiên là làm bớt hoặc mất triệu chứng bệnh, thì thực chất không chống lại tác nhân gây bệnh mà dập tắt các cơ chế tự nhiên của cơ thể chống lại bệnh tật. Mà chống lại các cơ chế tự nhiên của cơ thể này thì bằng các thuốc độc hại và hỏng hệ miễn dịch. Đó là lý do tại sao tôi mới nói là chúng ta làm sao nhỉ? Sống không theo các quy luật tự nhiên mà chúng ta lại sống chối bỏ cái sự bảo vệ của ngoài tự nhiên. Bởi vì tự nhiên nó sinh ra các cơ chế để bảo vệ. Sốt là để chống bệnh bệnh tật rất hiệu quả. Và các bạn biết là sốt là chống lại bệnh tật rất hiệu quả. Thì chúng ta bây giờ hơi một tí 38 độ thì chẳng có gì là đáng kể cả. Vội vàng thuốc hạ sốt, thuốc hạ sốt tác động lên hệ thần kinh và làm cho hệ thần kinh chúng ta thôi cần sốt. Và cuối cùng là chúng ta sẽ bị suy gan vì paracetamol và hệ miễn dịch hỏng và thần kinh bị ảnh hưởng vì cái thuốc đó. Con người hiện đại bây giờ có thể mô tả sau đó, đó là tủ thuốc di động. 15 năm nay từ khi tôi bước chân vào con đường tìm hiểu về nghệ thuật hạnh phúc thì tôi không biết viên thuốc là gì, không có sổ đi bạ, không có bất kỳ một xét nghiệm nào cả. Và tôi sẽ không bao giờ cần đến y học cho đến cuối đời mình. Bây giờ chúng ta đi đến hướng thứ hai, hướng phòng bệnh.
Chúng ta đi vào hướng phòng bệnh. Phòng bệnh thì y học hiện đại đang dành sự quan tâm quá mức đáng ngờ cho việc tiêm phòng vaccine. Tất cả là tiền thôi. Cũng có tuyên truyền về phòng bệnh bằng sinh hoạt và ăn uống, nhưng mà rất là thiếu và yếu ấy. Bởi vì sao? Bởi vì ngày mâu thuẫn về công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, quyền lực vô hạn. Nếu mà nói nhiều quá không ai cản trợ cho những cái hãng sản xuất nước ngọt, sản xuất đồ ăn nhanh và các thứ ạ. Nhưng mà mưu thứ là nó sẽ có ý kiến ngay và bây giờ chúng ta xem hiệu quả phòng bệnh thành công rất hạn chế. Tôi cứ tin vào, không tin vào báo cáo, không tin vào thực tế. Bệnh hành ngày càng tăng về số lượng bệnh nhân độ nguy hiểm và về sự đa dạng. Nhiều loại tiêm phòng đã được chứng minh là không có hiệu quả gây hậu quả nặng nề cho trẻ em đó, nặng nhất là chết, và nhẹ thì là những cái sốc và gây ra những cái chức năng bị hỏng cho đến tận cuối đời và có thể gây bệnh tự kỷ, hỏng hệ gì đó. Tất cả là được giật rơi bởi từ khi trên thế giới này xuất hiện đồng tiền thì nó đã lũng đoạn tất cả, phải không? Y học bắt đầu từ một cái nghĩa cử cao đẹp, từ một động cơ cao đẹp, cũng bây giờ cũng bị mua hết bởi các tập đoàn dược phẩm khổng lồ, người ta gọi Big Pharma, phải không? Thỉnh thoảng thì cũng bị phạt đấy, phải không? Mấy tỷ đô mà nó rút phát ngay, trả ngay, phải không? Của Pfizer, rồi là GlaxoSmithKline, rồi là Johnson, thỉnh thoảng bị toán Mỹ phạt cho mấy tỷ đô nhẹ như lông hồng, rút tiền ra trả ngay, bởi vì lợi nhuận gấp 10 là đấy là mấy chục tỷ đô, phạt mấy tỷ đô thôi gì mà. Tất cả tập đoàn đấy người ta ghép chung vào thành nhóm mafia Big Pharma. Thế thì đã quá đủ để nói về cái bất lực của y học rồi. Vậy thì còn lại những bằng chứng các quý thính giả có thể tự tìm kiếm thêm đó. Và còn ai cảm thấy nghi ngờ sự bất lực của y học có thể cho ý kiến để hỏi tôi là tôi thấy y học giúp được cái này, giúp được cái nọ. Có ý kiến, có quý thính giả nào có ý kiến không? Vậy y học làm gì? Có bạn nào ý kiến? Thôi được không, nên tôi gợi ý là y học có, cũng có rất nhiều trường hợp tốt. Đó là ngoại khoa, tức là phẫu thuật, là một ngành rất mạnh. Vì nó không dính đến thuốc thang, cho nên nó cũng không gây tội ác như là những cái việc sai lầm dùng thuốc. Ngoại khoa thì là để cho cái tai nạn và tai nạn thương tật. Phải công nhận là ngoại khoa thì nó cứu được nhiều người, phải không? Bị tai nạn ô tô, tai nạn lao động thì... Nhưng mà nếu sống trong thế giới tốt đẹp thì cái loại tai nạn đó cũng sẽ không còn. Nhưng sống thế giới tốt đẹp, sống thế giới bình yên, sống một thế giới mà mọi người đều hiểu biết, đều biết cách khách, đều hiểu thức, thì đâu có những kẻ điên phóng bản mạng, đâu có những kẻ như là coi thường tính mạng mình, tính mạng người khác. Thế thì y học sẽ không có được gì để mà làm đâu. Vậy thì cái lợi ích ít ỏi đó mà cũng sẽ không cần đến, đúng không? Thế thì phải chăng rõ ràng bất lực thế như vậy là phải chăng cái phương hướng của tư duy logic chủ đạo gặp hiện đại không đẹp? Vấn đề lớn nhất tư duy học hiện đại đánh giá quá thấp và không đếm xỉa năng lực cụ thân của cơ thể, tức là năng lực tự nhiên và đánh giá quá cao năng lực khoa kỹ thuật, tức là người ta cho rằng là người ta không biết rằng cả thế giới động vật nó không có học tại sao vẫn khỏe mạnh, bởi vì nó có luôn có năng lực tự thân của nó. Rồi con người, lịch sử Trung Quốc nói đâu xa, lịch sử 5.000 năm Trung Quốc có cần không? Đâu không cần, chỉ có mấy ông lang mấy loại lá thuốc đó chân tư bóng huyền, tức là nó luôn dùng cái năng lực tự thân của cơ thể. Thì bây giờ y học hiện đại là đánh giá quá thấp và không đếm xỉa, và đánh giá quá cao năng lực không kỹ thuật, nhất là họ không tham gia. Một vấn đề lớn khác là tác động lên con người bằng cách vi phạm các quy luật tự nhiên, mổ xẻ cắt cắt bơm bơm hút hút, bơm bơm hút hút rồi ghép ghép rồi là rồi truyền truyền, không động vào bệnh viện bây giờ là truyền, động vào bệnh viện là các cái kim và truyền nước rồi truyền đường thứ đấy là các việc làm phi tự nhiên, rồi là đủ các thứ khác mà phi tự nhiên lắm đó. Có một câu rất hay được mô tả điều này, bác sĩ cho thuốc họ biết rất ít, chẳng biết gì thuốc thế nào, và những cơ thể họ biết được ít hơn để trị bệnh họ hoàn toàn chưa gì.
không thể chứng cáo không biết gì đâu. Và cái cơ thể nó biết có ít hơn phân nửa cơ thể con người đó. Một cái công trình vĩ đại phức tạp tạo hóa để chi những bệnh họ không thống gì cả. Bác sĩ tốt nhất bác sĩ cho tôi biết nhất. Còn bác sĩ nổi tiếng là Oliver Holmes thì nói rằng nếu các bác sĩ chúng tôi đổ tất cả thuốc xuống biển thì sẽ tốt hơn rất nhiều cho các bệnh nhân của chúng tôi, nhưng lại rất tồi tệ và rất tàn bạo. Nghiêm trọng. Đây là những bức tranh trong muôn ngàn bức tranh biếm họa về bác sĩ với những cánh ngón tay cần thử không? Bác sĩ làm bạn sự chết ta. Rồi, sau khi đó thì chúng tôi tổng kết. Tôi nghĩ câu này rất hay của cô giáo sư Tôn Thất Tùng. Một trong số rất ít bác sĩ phải nói chân chính, giỏi. Một con người mà có thể làm cho đất nước Việt Nam được mở mày mở mặt. Vâng, cảm ơn giáo sư Tôn Thất Tùng. Trích thuộc quyến đường học của tôi. Chữa bệnh đòi hỏi sự hiểu biết rộng rãi tâm lý con người, ta chỉ nên dùng thuốc khi phương pháp tự nhiên không có hiệu lực. Chắc cần con người thông thái. Có lẽ ông là thuộc thế hệ trước, cho nên ông có những cái suy nghĩ rất thông thái. Rồi bây giờ bác sĩ Tổng là cứ thuốc than rồi mổ xẻ, chiếu chụp vào. Hồi xưa người ta hỏi han bệnh nhân rất là lâu, hỏi han đủ mọi thứ. Rồi tham vấn, phải nghe khám, xong bây giờ động vào thì chỉ có chiếu chụp thôi. Hiện nay nhiều bác sĩ và chính bệnh nhân cũng chưa nghĩ thế. Tức là bệnh nhân nếu bác sĩ không cho thuốc thì rất là bất bình. Có đúng tâm lý không? Bảo là không có vấn đề gì đâu, về nhà đi khó, bất mãn lắm rồi, khó sẽ không đi viện. Tức là nhiều bác sĩ bệnh nhân lại chưa như thế. Người ta quá mê tín vào thuốc, vào máy móc đo lường. Chỉ bằng những cái câu trong cái câu này tôi đã suy tôn Tôn Thất Tùng lên là một bậc thầy vĩ đại rồi. Sãi xe, mẹ hay nghe ông chơi chữ. Người ta có mê tín vào máy móc đo lường, nền văn minh càng ngày càng gì, càng phức tạp, chứ không phải văn minh càng ngày càng tiến bộ hiện đại, mà là cái phức tạp của số giáo khủng khiếp, không hiểu nổi nữa. Và ngay ở các nước gọi là tiên tiến, ông này dùng một chữ rất hay, gọi là tiên tiến thôi. Đừng có ủ dọa tôi, các ông, nước Mỹ đấy gọi là nước Mỹ, chỉ là nước gọi là tiên tố thôi, cũng đang là khủng hoảng về lòng tin cũng như kinh tế. Tức là lòng tin là không tin cũng là vì không chữa, không hỏi. Kinh tế thì là tiền mất, mà tật thì ra mang. Tin không còn tin nữa, mà tiền thì cháy túi vào. Và chúng ta hãy đi đến thăm một đất nước, thăm một đất nước mà được gọi là tiên tiến đó. Chúng ta hãy đến thăm một đất nước gọi tiên tiến đó. Đó là báo cho các quý thính giả một tin là tôi đã nghiên cứu kỹ về tình hình bệnh tật của các nước trên thế giới. Đứng đầu thế giới là Mỹ, nhì là Việt Nam. Đứng về mặt bệnh tật ốm đau thì nhất là Mỹ, nhì Việt Nam. Tại sao? Nói lại là ốm đau do những cái nguyên nhân ở hai cái cực khác nhau, một bên là nghèo nàn lạc hậu, một bên thì lại quá tỉ lại vào thuốc gia công. Anh nói anh giỏi. Thì tại sao nước Mỹ đây? Tôi chỉ có thói quen mà các bạn có thói quen luôn luôn nhìn vào kết quả, luôn luôn nhìn vào kết quả. Anh nói rồi, tại sao lại cái cảnh này, cảnh phổ biến làm ghế rồi. Rồi cân 2/3, béo phì 1/3 và theo các tiêu chí rất là quan hồng của Mỹ. Tôi có thể nói là béo phì là 2/3, bởi vì các tiêu chí của Mỹ thì nó gọi là rất quan hồng. Bởi vì nếu không thì loạn hết. Nếu thế thì là thừa cân là 100% và béo phì là 2/3. Bởi vì các tiêu chí đấy, một cái người được gọi là béo phì thừa cân ở Mỹ thì chắc chắn sang Việt Nam là khủng khiếp rồi. Thì con người ta đã run rẩy sợ hãi rồi mà. Thế thì nếu anh nói rồi, tại sao và tất cả các chỉ số về bệnh tật đều cao nhất thế giới? Có một ví dụ minh họa này, 5% nước Mỹ chiếm 5% dân số nhưng lại tiêu thụ 50% thuốc sản xuất ra trên thế giới. Chiếm thì chiếm 5% nhưng tiêu thụ là 50% thuốc. Kẻ thù lớn nhất của nước Mỹ và cũng là kẻ thù lớn nhất của Việt Nam. Đừng nói không, đó là cái gì? Đây các bạn, những kiến thức trong cái cuộc nói chuyện này sẽ giúp ích cho các bạn mà đang nuôi đứa con của ông. Bởi vì nếu không thức tỉnh ngay thì chúng ta đang hại đứa con của mình.
tình yêu chúng ta sẽ biến thành sớm đầy cho những đứa trẻ đấy đến dừng bệnh. Kẻ thù lớn nhất của nước Mỹ chính là tệ béo phì mà. Bốn trẻ em Mỹ thì chỉ có một có thể gia nhập quân đội. Bởi vì sao? Lầu Năm Góc nói rằng là 20% cũng tốt nghiệp trung học, 35% số học sinh đến kỳ tuyển quân là béo phì. 19% nghiện rượu ma túy và 5% có tiền ăn tiền sử. Như vậy chỉ có 4 trẻ, 4 người mới tuyển được một. Các bạn xem phim Mỹ blockbuster thì hay lắm, toàn con người mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng mà đấy là diễn viên thôi. Còn đa số dân Mỹ thì như tôi đã nói là cái này, dân Mỹ chủ yếu là kinh cảnh này. Mà cái khổ nỗi là cái phỏng vấn người dân này thì họ lại bảo là tôi cũng tạm ổn. Những người béo phì thì nói rằng tôi có thừa cân một chút, và những người thừa cân thì bảo tôi cũng sao cả. Bởi vì cái thế giới quan, tất cả các cái thước đo về thẩm mỹ của họ là hỏng hết rồi. Họ không những là họ bị quái đản, quái thai, tôi nói thì quái đản chắc thai, mà họ còn không nhận thức được cái điều đấy. Không nhận thức được điều đấy. Họ không còn biết xấu hổ nữa, không còn các thước đo về lòng, không còn các thước đo lòng tự trọng, không còn biết là thế nào là xấu là tốt nữa. Lòng tham cũng vô cảm, cũng ngu xuẩn thì là một cái cảnh của thế giới, thì nhiều người đang chết đói trong khi ở Mỹ thì như thế này, phải không? Có 1 tỷ người thiếu đói trên thế giới. Những cảnh này là chuyện thường gặp của nước Mỹ mà thì vô khủng khiếp lắm. Mất hết cả lòng tự trọng và mất hết tất cả các thước đo về thẩm mỹ hết, và họ không còn lòng tự trọng nữa, và họ và trở nên sinh vật phải nói là yếu ớt đáng thương, phải không? Và sự phát triển con người đến nay thì đã đi theo một hướng là đã đến lúc thoái hóa rồi, phải không? Từ khỉ với lại chúng ta sẽ đang đi trên con đường thoái hóa. Tất cả là do dinh dưỡng, do thực phẩm hết, phải không? Chính vì thế mà tại sao ngay cả nước Mỹ mà khi các nhà khoa học suốt ngày cảnh báo về bệnh dịch béo phì và gọi là thảm họa của thức ăn của Mỹ thì vẫn bị dập tắt bởi các hãng dược phẩm với cả thực phẩm. Bởi vì như thế, nếu mà tao mà chính phủ mà đưa ra những tiêu chí và đánh thuế nước ngọt của các thứ cao lên ấy, thì là bọn nó thiệt túi tiền của nó và nó vận động hành lang để nó chiến thắng tất cả những cái gọi là cảnh báo, những báo động của những cái nhà khoa học Mỹ mà có lương tri mà. Thế cuối cùng là chỉ hạ dân Mỹ thôi. Siêu tiêu thụ cũng như học làm thoái hóa loài người. Mày đã như thế này rồi, nhưng vào siêu thị ta phát trong cái xe điện để đi mua lại lấy nước ngọt các thứ nhiều hơn và lấy các hoa quả đóng hộp nhiều hơn, phải không? Nốc nhiều hơn, phải không? Tình yêu với những người như là gọi là cùng hoàn cảnh, phải không? Cùng tai họa, phải không? Gắn kết con người lại với nhau, phải không? Tai họa gắn kết con người lại với nhau, phải không? Không như thế, ngoài cái việc là thẩm mỹ bệnh tật như thế, thực chất là còn có một số người còn hóa nữ, phải không? Nếu như chúng ta thấy bây giờ chúng ta đã hiểu là tại sao bây giờ lại có được đặt dưới những điều thế, tất cả do ăn uống đấy. Đấy mà bây giờ tôi thấy rất buồn trong cái cảnh đám báo động như thế, thỉnh thoảng bài báo đăng lên một cái đám bạn trẻ diễu hành ngoài quảng trường này, quảng trường đó, tôn vinh sự đa dạng của giới tính. Tôi nghĩ là không nên đưa lên báo những từ tôn vinh sự đa dạng của giới tính. Chúng ta không kỳ thị họ, nhưng không phải là tôn vinh. Chúng ta phải báo động sự đa dạng của giới tính, và chúng ta phải cảnh tỉnh, chứ không phải bây giờ là diễu hành rầm rộ đòi phía xin đồng giới. Chúng ta không kỳ thị, nhưng mà chúng ta phải sợ. Cuối cùng thì cái gì đến thì cũng phải đến, phải không? Chu kỳ tiêu hóa của loài người đã đến lúc mà đến hồi đạt đỉnh, phải không? Đấy, đấy là chuyện ở nước Mỹ. Okay, bây giờ các bạn thấy Tôn Thất Tùng của giáo sư Tôn Thất Tùng có chi đến chưa? Và gọi là đương nhiên thôi, nhưng đấy chỉ là cái mẽ ngoài thôi, phải không? Nói thế để các bạn hiểu rằng chúng ta không nên trông cậy vào gì, bởi vì nước được coi là yêu mạnh nhất thế giới đây. Dick Cheney, phó tổng thống Mỹ từ năm 2001 đến 2009, cha đẻ người đề xướng cuộc chiến tranh Iraq của chúng ta này luôn vũ khí hạng nặng, buôn vũ khí kinh khủng. Có chiến tranh thì ông ta bỏ cũng rất nhiều tiền. Ông này bị tim từ năm 37 tuổi, trải qua 5 cơn nhồi máu cơ tim,
và đến năm 71 tuổi được ghép tim. Thế thì anh chữa cái gì? Các bạn nào còn ảo tưởng là có bị tim thì rồi sẽ được bác sĩ chữa thì hãy nhìn đây, có tổng thống Mỹ hàng trăm triệu đô la trong túi, từ năm bao nhiêu 37 tuổi đến 71 tuổi không chữa nổi, lại sống trong một cái nền y học gì mạnh nhất thế giới. Chấm dứt ảo tưởng đi, ta có bệnh cái bác sĩ chấm dứt ảo tưởng đi. Đích Cheney vừa quyền lực vừa tiền bạc vừa được sống trong một cái nền y học mạnh nhất thế giới mà còn không làm gì được, bao nhiêu năm đã trôi qua rồi mà có chữa nổi đâu. Vậy thì tôi nói các bạn rằng tất cả những điều tôi nói đều không phải vô căn cứ, chỉ là duy trì cuộc sống thôi. Huyết áp cao thì uống thuốc hạ huyết áp của ông, rồi uống hạ mỡ máu rồi cái thứ, cuối cùng bệnh nó sẽ càng ngày càng nặng lên. Và đến một cái cuối cùng trước khi gác tim thì chớ treo thay là ông ta phải sống bằng một quả tim nhựa trong vòng 10 ngày. Sống trong một quả tim nhựa trong vòng 10 ngày, nhưng quả tim này sẽ không để được lâu được. Tôi đã đọc bài báo nguyên bản của nó trên Daily Mail và New York Times phải không? Thì cái quả tim nhựa này chỉ dùng được 2 tuần thôi, và thậm chí cùng lắm là 1 tháng thôi. Vậy thì gấp rút phải kiếm một quả tim cho ông ta. Và cuối cùng thì ông ta đã nhận được một quả tim. Và ông ta nói rằng tôi không biết người cho tim tôi là ai, tôi sẽ biết ơn người đó. Lừa dối. Ông ta biết người cho ông ta tim, biết chưa? Ông ta có hàng trăm triệu đô la thì để làm gì được tiền đấy? Chẳng lẽ ông ta trông chờ một người già nào đấy đi xe chẳng may bị tai nạn xong rồi lại hiến tim cho ông à? Một trái tim già tôi đâu có cần, trong trăm triệu đô la tôi để làm gì? Trái tim già tôi cũng cần, tôi không trông cậy vào cái sự may rủi là có một người nào đấy bị tai nạn ô tô chết não. Mà tôi có tiền thì tôi phải tự quyết định lấy gì? Hạnh phúc của mình chứ. Đặt 1 triệu đô la lên bàn, đặt cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA kiếm cho ta một trái tim về đây. Và thế là những điệp vụ lừng danh của các điệp viên 007 sẽ tỏa đi các nước Afghanistan, Liban, Palestine, Iraq. Và thế là một người nào đấy lực tiền khỏe mạnh và bị mất tích bằng một chuyên cơ đặc biệt nhờ người vận chuyển có thật ghê người và trở ngay về bệnh viện ghép chúng ta. Đó chính là sự thật chứ không phải ai được tin chúng ta. Bạn tự hỏi, tôi tự hỏi bạn có 10 triệu đô la bạn có chờ người nào đấy bị tai nạn ô tô để hiến tim bạn không? Không. Tất nhiên phải tự quyết định hạnh phúc của mình chứ không? Ai ảo tưởng thì từng ví dụ này sẽ nghĩ lại đó. Và thế là một người nông dân Iraq hoặc người nông dân Afghanistan khỏe mạnh bỗng nhiên lên thành phố và không ai thấy quay trở lại nữa. Và ngày hôm sau thì thấy Dick Cheney được ghép tim. Ở đất nước đấy thì một người mất tích thì có là cái gì đâu, chiến tranh suốt ngày mà. Bây giờ chúng ta đi đến bệnh thứ hai là bệnh ung thư vú phải không? Ở Mỹ cũng nổi tiếng bởi các chiến pháp tầm soát ung thư vú phải không? Nổi tiếng thế giới như nước Mỹ. Sống rất bất hạnh ở chỗ nào? Một người phụ nữ Mỹ luôn có một suy nghĩ rằng sớm hay muộn mình sẽ bị ung thư vú. Đó là suy nghĩ của một phụ nữ Mỹ nhé. Tôi đã được xem trình vô tuyến mà vẫn bảo mẹ muốn nói rằng là tôi thà để cho đứa con gái của tôi cắt trước đi, cắt bỏ hai người trước đi để nó không bị ung thư vào. Bởi vì tôi gần như tin rằng là nó sớm muộn cũng bị. Nước Mỹ sống trong cái sự sợ hãi như thế mà. Và người nổi tiếng nhất Angelina Jolie, có ai không biết người này không? Tiền bạc của người này có thiếu không? Danh vọng có thiếu không? Sự nổi tiếng có thiếu không? Không. Nhưng mà phẫu thuật cắt hai ngực để phòng ung thư vú chỉ bởi vì bác sĩ nói rằng cô không có gen làm khả năng ung thư vú của cô là 85%. Cô lại quyết định rằng là thôi được rồi, cứ cắt trước đi rồi qua Hà Nội lên đường Hải Phòng tìm thẩm mỹ viện cắt tường đó, gặp lại đó. Có cái gì đâu, cắt trước cho yên tâm. Tại vì nếu đến lúc bị rồi, đến lúc bị rồi lúc đấy trở tay không kịp, tức là còn có thể chết. Thế thì anh khoe cái gì nhỉ, nước Mỹ khoe cái gì nhỉ? Cô này có tin bác sĩ không? Cô bảo là đừng sợ, không cần cắt đâu. Ví dụ thế, có người nào nói là đừng sợ, không cần cắt đâu. Khi nào cô bị, tôi phát hiện nó ngay, phát hiện nó sớm. Chúng ta nghe ra giả suốt ngày trên đài báo vô tuyến là nếu ung thư có thể chữa được thì không sao nhỉ? Có thể sớm, sớm. Thế cô này có tin không? Có. Không tin thì cắt chứ. Tin thì cắt các bạn. Không tin thì nó bị
đây là một cái tiền lệ cực kỳ xấu, nó sẽ làm cho rất nhiều cô gái trẻ đi theo gương của cô này. Tại sao cô lại sợ như thế? Bởi vì mẹ cô cũng đã chết vào khoảng năm mấy tuổi bị ung thư, mà trước đấy cô cũng biết rõ quá rồi, các bác sĩ cũng bảo sao nhỉ? Yên tâm đó, yên tâm rồi chúng tôi sẽ chữa khỏi. Nhưng mà Tôn Thất Tùng đã tiên đoán rằng là mất gì rồi? Mất lòng tin hết rồi, không còn tin điều bác sĩ nói nữa. Mẹ cô chết rồi mà cô sợ chết, tôi cắt trước đi để khỏi. Và tái tạo thì qua cắt tường bảo không? Và cuối cùng thì tái tạo rồi và cũng hiểu vậy là cắt tường hay là chọn một bên nào đấy mà. Tiếp chấp. Thế thì các bạn đừng ảo tưởng nữa. Tiền họ có thiếu không nhỉ? Mà các bác sĩ sẽ hết lòng vì cô Angelina Jolie nếu cô bị ung thư. Thì liệu có ai mà không hết lòng chứ? Ai mà không hết lòng? Thậm chí còn nhiều người sẵn sàng không cần tiền nữa. Tôi sẽ chữa cho cô một người đẹp như thế. Thế nhưng mà người ta không tin đâu. Bởi vì người ta nhìn xung quanh thấy hết rồi. Thực tế chúng mình là không thể tin được. Một người nữa quá nổi tiếng xích rốt. Một con người mà nhiều bạn trong này được coi là tấm gương để nói theo, tấm gương thành công đúng không? Không thành công thế nào cả. Ông này không là một người bất hạnh. Bởi vì ông ta không làm cho ông ta hạnh phúc, cũng không làm cho ai hạnh phúc, cũng chẳng làm thế giới này tươi đẹp lên. Kết quả của phát minh của ông và sản phẩm của ông thì làm cho hàng triệu người đã bị thoái hóa cổ do suốt ngày buộc mặt nhìn iPad của iPhone, làm cho thay đổi hết cả tâm tư tình cảm con người trở nên vô cảm, suốt ngày giao thiệp nhau bằng iPhone, iPad. Nói tóm lại là thế giới sau khi có cái smartphone này xuất hiện thì nó chỉ tồi tệ thôi, bớt tình yêu thôi, bớt sự gần gũi nhau hơn và bệnh tật nhiều hơn, viêm đầu ngón tay, thoái hóa đốt sống cổ đó. Nhưng cuối cùng thì chính ông cũng không hạnh phúc, bởi vì sao? Ai cũng biết đó. Ai cũng biết ung thư tuyến tụy từ một người có tiểu hình hùng tráng như thế đó trở nên con người đáng thương. Tiền có thiếu không? Không thiếu. Xin lỗi các bạn, đừng ảo tưởng nữa, đừng ảo tưởng nữa. Angelina Jolie, Dick Cheney và Steve Jobs đấy là chỉ là những người nổi tiếng nhất mà tôi lấy ví dụ ra thôi. Ở Mỹ, xin để nguyên vẹn tiếng Anh đó. Theo Hiệp hội Thần kinh Mỹ, thì tôi chỉ lấy ví dụ về Hiệp hội Thần kinh Mỹ thôi, các số liệu. Thì những cơn đau mãn tính là 97 triệu người bị mắc, đem lại thu nhập 100 tỷ đô la cho y học. 100 tỷ đô la là chủ yếu tiền thuốc. Mất tính giác 28 triệu người, 56 tỷ đô. Trầm cảm 2 triệu rưỡi người, 3 ngày 4 tỷ đô. Và đây là số liệu đã cũ rồi, khoảng 5-6 năm nay rồi. Alzheimer mất trí nhớ, 4 triệu rưỡi người cũng đem lại 100 tỷ đô. Tai biến mạch máu não, 4 triệu 7 người. Động kinh 2 triệu rưỡi người. Chấn thương sọ não 5 triệu người. Điên loạn 2 triệu người. Từ năm 2012 đến nay ở Mỹ đã có 74 vụ xả súng trong nhà trường, bắn loạn xạ vào đám đông. Nước Mỹ là đất nước bệnh hoạn điên nhất thế giới. Không có nước nào thì có những vụ xả súng vào trường học bắn trẻ con như bắn gà đó. 74 vụ rồi. Cậu thống Obama nói là chúng ta phải xấu hổ nhiều đấy. Bởi vì sao một đất nước tiêu thụ quá nhiều thuốc như thế nó hỏng hay bệnh thần kinh? Tiêu thụ quá nhiều nước ngọt, thức ăn nhanh và ăn nhiều thịt thà như thế thì chắc chắn nó bị điên loạn rồi đó. Tiêu thụ thì tất cả chúng đều cũng đổ thế giới. Parkinson bệnh liệt dương khoảng 2 triệu người đem lại 25 tỷ đô. Bệnh này là bệnh Việt Nam này nhiều bạn, nhiều quý khán giả đấy chắc chắn tất cả đều không biết bằng đó là bệnh là viêm cái thần kinh vận động đó. Cũng là bệnh tự miễn, tức là cái đường dẫn truyền của cái tế bào thần kinh nó bị cắn xé vì các chính tế bào và cầu mình nó cắn xé và nó hỏng hết và không dẫn truyền được. Tay chân co quắp và không chủ động được. Và những con gái chị mà nó bị bệnh não là nó bị cái bệnh này đi. Không phải nó bị nó co quắp lại do là chức năng cơ không, nhưng mà cái này là bình thường nó lớn lên vào lúc bình thường, nhưng mà lúc trước thì nó là sau đấy thì các dây thần kinh dẫn đến các cơ tay chân nó bị chính cái hệ thống miễn dịch mình cắn xé và cũng dẫn truyền được tín hiệu đấy. Tức là tôi muốn co tay lên thì tay không còn, tức là tôi muốn con chân không còn. 100 tỷ, nhiều người không hiểu nó là gì.
thấy cái số liệu nó rất là đô la chúng ta ít khi dùng, trăm tỷ khó tưởng tượng ra, nhưng mà chi tiêu chống chọi đau năm tính của Mỹ lớn hơn GDP của Việt Nam là 100 tỷ đô. 100 tỷ đô là đất nước ta, một đất nước đông đúc như này, phá rừng, tàn sát động vật, rồi là đào vàng, rồi xây dựng nhà cửa, mua bán ô tô, tất cả cắt tóc cắt tai đó, mua bán đất cư cái gì cộng vào hết thì không bằng được quỹ chi tiêu cho việc chống chọi các cơn đau mãn tính. Cho nên nếu ai còn ảo tưởng với y học thì hãy xem số liệu này đó. 100 tỷ đô chỉ riêng các cơn đau mãn tính 97 triệu người. Còn thì riêng cái bệnh Alzheimer là 4 triệu rưỡi người thôi mà cũng tiêu tốn đến 100 tỷ. Alzheimer có nhớ gì đâu, những người đấy chủ yếu là thuê gọi là người về trông nom để người đó khỏi là bị tai nạn thôi, chứ có người đó có biết gì đâu, đúng không? Thế thì cũng đang là 100 tỷ đô. Thế thì cái GDP của Mỹ chủ yếu là phục vụ cho y học và chính phủ. Michael Jackson chết 51 tuổi vì ngộ độc thuốc an thần, cũng là nằm trong số 97 triệu người đó. Mà Michael Jackson là một trong nhóm 97 triệu người này và nằm trong số depression disorder 20 triệu rưỡi người này bị trầm cảm, lo âu suốt ngày, lo lắng, sợ hãi. Tiền nhiều như thế, nổi tiếng như thế, lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi. Có tiền có nên là hạnh phúc đâu. Và cuối cùng thì chết vì ngộ độc thuốc an thần. Bác sĩ riêng Côn Đáp Vua Đây kết án 2 năm tù tội mộng sát. Tại sao? Vì cho thuốc lung tung. Cho một cái thuốc gây mê nhưng mà mục đích chỉ là gây ngủ thôi. Michael Jackson không ngủ được, ông ta cho một thuốc Propofol. Thuốc này làm gì? Để cho những người mà chuẩn bị phải mổ xẻ, chuẩn bị những người đang phải dí điện vào lồng ngực để dắt con cái đấy, có sợ đau quá thì có phải uống thuốc đấy trước. Chứ dí điện vào này xong rồi cho lồng ngực trải qua nhiều người sợ quá. Thì ông ta cho anh này để gây ngủ và ba loại thuốc an thần khác chống lo âu. Cuối cùng thì các bác sĩ đã chứng minh được rằng ông này là bệnh bạ, cho thuốc bệnh bạ, cho thuốc lung tung quá liều của ông. Nhưng mà điều này cũng nói lên điều là ông này bất cập trước cái việc là không xử lý được với Michael Jackson, vì là uống bao nhiêu thuốc để quan thôi và cuối cùng chúng ta đang phải là lại dùng gọi là bắn dùng rất nhiều thứ để cho nó gọi là không được cái này thì cái kia để nó không xảy ra. Nhất nhầm không bỏ xong à. Rồi chúng ta nghỉ giải lao một tí mà một cái bài hát của Michael Jackson cũng là nhân vật mà tôi kết thúc cái chương trình vừa rồi. Thế thì con người đó tôi rất khâm phục. Tại sao anh ta lo âu nhỉ? Chẳng chắc là vì anh ta cũng là ông ta cũng quá đau khổ vì cái tình hình trái đất mà thể hiện cái bài hát đầy xúc cảm của ông ta là bài hát trái đất Earth Song đó, hát trái đất. Thế thì trước cái cảnh mà thiên nhiên bị tàn phá nặng nề, động vật bị tàn sát rồi chiến tranh rồi tội ác tràn ngập thì ông ta cũng đau khổ quá đúng không? Mà đến mức mà uống 4 loại thuốc an thần không thể nào ngủ được đúng không? Thì thực ra mà nói là thuốc an thần đấy không thể ngủ được đúng không? Giá mà Michael Jackson mà gặp tôi thì có lẽ cũng không phải uống thuốc như thế đúng không? Thế phải nói rất là đáng tiếc, tại vì có lẽ tôi nói chuyện với ông ta rất tâm đầu ý hợp. Vì các bạn thấy ông ta rất bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên và bảo vệ động vật. Cô Angelina Jolie này, thế giá mà gặp được tôi thì có lẽ cũng không phải cắt hai được. Thật là tiếc, đừng có cùng nghe một cái tay bác sĩ nào bị vợ nói rằng là cô có đến 85% bị sắp xuất bị ung thư và cắt trước đi cho yên tâm. Thật là tiếc, nói chung là mọi thứ cái giá trị trên cái thế giới này đảo lộn hết rồi. Mọi người nghĩ là dùng của già cũng được đó, mọi người nghĩ dùng của già không nghĩ rằng đó là cái phần thân thể của mình mà nó có cái gì đó đã mất đi của ông. Thế mà cô này có thể giỏi đâu, thành công ở đâu, nhưng có thể nói thế là không thành công rồi. Vậy không biết làm thế nào cho cái hạnh phúc cả đó, không biết những cái cần biết, tức là làm thế nào để có sức khỏe. Sống triền miên trong một nỗi lo sợ là lúc nào đến mình sẽ bị ung thư. Sống thế thì khổ lắm. Và tôi cũng khẳng định rằng tất cả quý thính giả đây, trừ những bạn trẻ con thì còn chưa suy nghĩ sâu sắc, thì còn đến một tuổi đấy lúc nào chúng ta cũng nơm nớp lo sợ sống, lo sợ sự bị bệnh, đúng không? Trừ trẻ con lại rất vô tư, ăn uống già thường thoải mái, đúng không?
lúc đấy giờ bị giải lao tôi nghe đau xoang cái người này nó quá ăn gạo ướt cái thứ trẻ con cứ bim bim cái thứ nước ngọt mà nấp thôi phải không, nó đã lo lắng gì đâu, nó lúc nào nó lo là sau này sẽ bị bệnh đường méo nào nằm chen chúc trong bệnh viện nó khổ nào đâu, vô tư quá. Thế mà lại còn được người lớn khổ cũng thêm nữa, đúng không? Cái tình yêu của người mẹ Việt Nam đối với trẻ con là nó là cái tình yêu nó giúp cả bố và mẹ, nó là tình yêu vô quả, tình yêu không hiểu biết thực chất là đẩy con cái được một chỗ tai mạng. Đấy, rất tiếc những người tôi phục những cái người bĩnh lắm của ông, có ý chí họ mạnh lắm, có ý chí họ mạnh lắm nhưng mà có những cái họ u mê không thể nào tỉnh ngộ được mà họ không biết rằng họ đang sống trong một cái xã hội mà đầy dẫy những cái điều lầm lạc, không biết ăn uống cái gì, không biết sinh hoạt nào, sống lúc nào lo sợ, trông cậy vào yêu, kết quả là gì chúng ta đã biết rồi, không thể trông cậy vào yêu dù có là một nước phát triển nhất thế giới về yêu. Lúc đó lúc bạn các tổ chức y tế thế giới lúc năm nào cũng giết hết các giải y sinh học bằng sau đấy thì thế thì chúng ta đã giới thiệu qua một con đường đau khổ nhân loại đang đi, vậy thì có con đường phải có con đường hạnh phúc chứ. Chúng ta nhớ lại rằng là chúng ta đã có rất nhiều định nghĩa và nhưng mà có lẽ cái chính nhất đến bây giờ tôi nói tức là hạnh phúc không phải cái đích đến, chúng ta phải đi cái này rồi để đạt đến cái gì đấy là chúng ta đến hạnh phúc, mà hạnh phúc bản thân là con đường, đấy chính là con đường sống chứ không phải đích đến. Not a destination mà là con đường sống. Cái con đường hạnh phúc của chúng ta đi trên nó chúng ta đã sung sướng rồi, chúng ta đã hạnh phúc rồi chứ không phải là đài nam đến cái gì cả. Wow. Bản thân đi trên nó là sung sướng. Thế thì vậy thì chúng ta tuyệt vọng hay sao? Rồi chúng ta sẽ bị bệnh tật và chúng ta sẽ càng ngày càng ốm đau bệnh tật thêm nếu như lại cầu cứu đến sự giúp đỡ của nghèo này. Không. Trên thế giới con người, những người thông thái rất nhiều, những người thông minh, những người hạnh phúc nhiều. Và họ còn được đúc kết từ hàng ngàn năm nay nữa. Bởi dân gian của họ và họ sống thuận theo tự nhiên, họ hiểu được các quy luật tự nhiên. Và do đó chúng ta không phải lo lắng gì cả. Có những trường phái người ta gọi là y học thay thế. Alternative medicine. Tuy nó cũng được hình thành vào thời hiện đại này nhưng nó lại không được gọi là y học hiện đại mà nó lại được gọi là y học thay thế. Thế còn y học thay thế, y học hiện đại kia chính là ngầm ý là y học chính thống của tổ chức WHO. Thì cái trường phái y học thay thế này nó rất là nhiều nhưng mà nó có đặc điểm chung là tận dụng các thành quả nguyên lý đã được kiểm chứng bởi thời gian rất dài của các nền y học cổ truyền dân gian của nhiều dân tộc. Nhưng trên hết các trường phái học thay thế này cho dù có không cần được các kinh nghiệm của các dân tộc thì họ cũng biết được rằng cái sức mạnh mà chúng ta cần dựa vào là gì, là tự nhiên đó. Và cần phải hiểu biết về các quy luật tự nhiên để lợi dụng cái sức mạnh đó. Bây giờ chúng ta hãy so sánh, chúng ta thấy rất rõ rệt về các trường phái học thay thế đó là thế nào. Y học thay thế rất là thuận theo tự nhiên. Một bên thì học theo tự nhiên là khoa học về sức khỏe. Tôi không nghiên cứu về bệnh tật cả. 14 năm nay tôi không nghiên cứu bệnh gì hết. Tôi chỉ nghiên cứu sức khỏe là sự sống. Sự sống là gì, sức khỏe là gì. Còn học hiện đại thì cứ suốt ngày cúi đầu và tìm kiếm hai mấy nghìn bệnh tật. Y học tự nhiên phương hướng chủ đạo rõ ràng đơn giản là gì? Là hướng đến sức khỏe thôi. Cứ làm nào hướng đến sức khỏe là được. Còn đi học hiện đại thì biết bệnh này, anh này là cái trạng thái bệnh này. Đấy chưa kể còn là chẩn đoán nhầm, tưởng là bệnh này nó ra bệnh khác. Thì phương hướng chủ đạo là đối phó với cái bệnh này. Đến đoạn này các bạn có hiểu không? Tức là một đằng là tôi không có biết tôi bệnh gì, tôi chỉ tìm cách là chạy đến gì? Quay lại cái sức khỏe. Còn cái người kia xem là vào xét nghiệm xem là tôi bệnh gì, đặt tên cho nó. Và sẽ cách sẽ là gì? Đối phó bệnh. Mà như các bạn quý thính giả đã biết là sự đối phó bệnh có hiệu quả không? Chúng ta đã được xem một phần trước có hiệu quả không? Không hiệu quả cho bệnh này sinh ra bệnh khác, làm hại cơ thể người, làm yếu con người đi, sức khỏe càng ngày càng suy kiệt. Tiếp theo, so sánh tiếp. Thế học theo tự nhiên thì làm nào quen với sức khỏe bây giờ nhỉ? Vậy thì phương tiện học theo tự nhiên là nhờ tự nhiên làm cho người luôn khỏe. Tự nhiên là gì? Nhiều lắm, cây cỏ hoa lá không khí nước cảnh quan thiên nhiên thậm chí cả âm nhạc tất cả thể thống nhất đó. Vâng,
rồi là động vật, rồi các thứ đó. Thậm chí có những liệu pháp người ta gọi liệu pháp bốn chân, là dùng vật nuôi để làm chữa bệnh. Tức là mình chỉ cần yêu thương nó, vuốt ve nó là mình người nó tự dưng nó là bệnh tật hết. Tự nhiên ở đây bao gồm cả chính cơ thể, tất cả cơ thể chúng ta có sức đề kháng. Vậy thì dùng nó chứ tại sao lại không dùng nó? Không phẫu thuật, không can thiệp kỹ thuật, không dùng thuốc phi tự nhiên, không dùng hóa chất độc hại. Và một cái từ quen thuộc của các trường phái y học theo tự nhiên là dưỡng sinh và tăng sức đề kháng. Thì ngược lại thì y học hiện đại dùng phẫu thuật, các phương tiện can thiệp mổ xẻ, truyền này truyền nọ, đưa thuốc hóa chất độc hại vào người trị bệnh. Và từ quen thuộc là từ kháng sinh đối ngược lại với dưỡng sinh. Những cái điều kiện trừ như rất đơn giản các bạn cố gắng nhận thức được. Kháng sinh là gì? Chống lại sự chết, chống lại sự sống. Nó tiêu diệt được vi khuẩn, thế chỉ nó có tham tế bào của ta đâu. Bạn cứ tưởng là vi khuẩn nó nằm ở họng này, thôi kháng sinh là kháng sinh nó biết đường chui vào họng à? Không, nó theo máu làm sao nhỉ? Nó chạy toàn cơ thể, chạy toàn cơ thể và nó phân bố đều hết. Chỗ vào chỗ cái họng này chỉ chứa 1% thôi, còn lại phân bố toàn cơ thể, đến đâu nó làm hại cơ thể ta đấy. Có những loại thuốc mà dòng kháng sinh mới bây giờ là quinolone, tên của nó là những người nào dùng cố gắng nhớ lại xem, ciprofloxacin, levofloxacin, có nhớ không nhỉ? Nghe quen quen không? Đó là dòng quinolone, dòng đấy hủy hoại cơ vân rất nặng và rất nhiều người uống đứt cân acin. Một cái thuốc có thể làm đứt cân acin và cái thuốc đấy cũng gây thành viêm tự tử loạn thần nào sao? Bởi vì nó là kháng sinh. Kháng sinh có nghĩa là gì? Kháng là chống lại mọi cái gì là sống, cái gì trên đời là sống, vật thể sống nó đều chống lại hết. Và nó coi vi khuẩn với các tế bào chúng ta như nhau được. Các bạn hiểu không? Trong khi đó chúng ta lại gì? Nuôi dưỡng cuộc sống. Nếu mà đi theo con đường nghèo thật chuyên là nuôi dưỡng cuộc sống và tăng sức đề kháng, chứ tội gì ức chế miễn dịch. Ức chế miễn dịch trong trường hợp nào nhỉ? Ức chế miễn dịch bây giờ là ta có trường hợp là hen phế quản chẳng hạn, dùng corticoid này. Corticoid là thuốc ức chế miễn dịch. Bây giờ tình trạng uống kháng sinh ăn kẹo, uống corticoid như ăn kẹo. Các thuốc corticoid là thuốc ức chế miễn dịch, bởi vì hệ miễn dịch chúng ta gây ra viêm đau để nó đáp chống lại bệnh. Cố gắng hiểu chuyện này, hệ miễn dịch chúng ta đang làm việc và vì thế nó viêm đau. Thì bây giờ ta không chịu nổi cái đau đấy và cái viêm đấy, ta cứ uống, ta ức chế miễn dịch trở đi. Thế thì hỏng hết hệ miễn dịch không gì? Hệ miễn dịch là cái sức đề kháng chúng ta. Trong khi y học theo tự nhiên là cố tình tăng sức đề kháng lên. Dùng hình ảnh này các bạn sẽ dễ hiểu không? Hệ miễn dịch là công an. Công an nhiệm vụ gì? Bắt bọn trộm cướp và bọn xấu thâm nhập từ ngoài vào. Và dân biết phân biệt người nào xấu, người nào tốt, dân thường không động đến. Còn như bắt giữ bọn tội phạm đúng không? Thế nhưng hệ miễn dịch của những người bị bệnh là hỏng. Thế thì họ lại đánh đập cả dân thường, không phân biệt nổi tội phạm, đánh đập bắt bớ và thậm chí giết chóc dân thường. Thế thì cách của y học hiện đại sẽ là đem tiêm thuốc ngủ cho bọn công an đấy uống thuốc ngủ hết. Cho bài xem. Không thuốc ngủ hết, ức chế miễn dịch. Thế thuốc ngủ hết thì mày, bây giờ mày bệnh bạc quá, mày cắn xé ra làm cho nổi mẩy hết rồi lên, nung hút ban đỏ, phát ban vẩy đến thứ. Rồi mày phá phách phế quản của phổi, mày phá phách này, phá phách nọ lắm, thì rất là khổ. Thế bây giờ mày không bắt kẻ trộm, thì không bắt, đi đánh đập người thường. Thế thì ta cho mày thuốc ngủ, nhưng bên này thì lại không thế. Bên này thì ngược lại là giáo dục lại ha. Về đừng có uống rượu say xỉn nữa, phải không? Sống đạo đức đi, phải không? Để phân biệt người tốt người xấu, không có sao sống vừa ăn cũng là giáo dục là họ. Chứ cách mà tiêu cực quá là cách tiêu ngủ thì hỏng hết thôi. Tức là bằng cái phương pháp dưỡng sinh giáo dục là tương dương hệ miễn dịch của mình hoặc khỏe. Tức là một trong phương pháp dưỡng sinh thì trong đấy lại có thực dưỡng. Nhớ rằng đó, dưỡng sinh không phải thực dưỡng, dưỡng sinh là tập hợp những cái gì mà nuôi dưỡng sự sống. Trong đấy một phần là thực dưỡng, tức là ăn uống dưỡng sinh, thể dục dưỡng sinh, khí công dưỡng sinh, tập luyện dưỡng sinh, suy nghĩ dưỡng sinh. Thế thì trong đấy cũng phải làm đúng thôi. Thì tự dưng ăn, thì tự dưng vào, tự dưng hiện miễn dịch lại hiền hòa hết. Công an tự dưng lại hiền lành, ra gặp dân là chào đó. Trộm tóc thì tóc đó. Tôi đã giới thiệu cho mấy người cái phương pháp này rồi, bị đau cơ xương khớp từ bé, tức là bị từng hiện đấy. Đau không đi nổi, đau không đi nổi. Có cả già lẫn trẻ, ăn dưỡng sinh, gạo lứt muối bơm độ khoảng mấy tháng thì biến cơn đau bất luôn.
đến bây giờ còn tiếp tục vẫn còn tiếp tục không phải dùng thuốc nữa. Tức là một bên sẽ dùng thuốc ức chế miễn dịch, tức là các thuốc du ngủ cái hệ thống công an đó, làm cho mày không hoạt động. Thế thì chết rồi, thế thì học rồi, thế thì làm sao được con người lại trở nên làm sao? Trở nên là chơi trụi giữa trước các gì, trước các cái vi khuẩn đó. Thế thì là rất nguy hiểm. Một trong những cái bằng chứng rất là quan trọng này, khi ta ghét những cái tạng vào, ghét tạng thì nó là khổ lắm rồi nhá, nhưng mà phải còn phải uống thuốc gì nhỉ? Thuốc chống thải ghét, chính là cái thuốc ức chế miễn dịch. Bởi vì hệ miễn dịch chúng ta nhận ra là cái tạng đó được cấu thành bởi cái tế bào gì, nhận diện là khác, dở ra thấy là ADN là khác, thì có thứ khác, thế là nó muốn tống ra, muốn tống ra không tống ra nó tiêu diệt đâu, còn cắn xé đâu. Thế thì là nó không chấp tiếp nhận và người ta cũng uống thuốc ức chế miễn dịch để cho là hệ miễn dịch hoàn toàn tê liệt. Cho nên những người ghen tạng chất lượng cuộc sống cực kỳ thấp. Đấy là chưa kể nó còn không tiếp nhận, tức là uống gì thì uống nó vẫn cứ tống cái tạng ra. Tôi đã đọc một cái chuyện, đau lòng của cái nước phát triển ấy. Ông bố cho con một quả thận, đúng không? Cho con quả thận cuối cùng sức khỏe cũng suy yếu ở bên Na Uy. Cho con quả thận cuối cùng là quả thận đấy sau 2 năm thì cũng vẫn bị đau, vẫn bị đau dài. Ông rất buồn vì cái chuyện là một cái hy sinh của mình cuối cùng vẫn trở nên vô nghĩa, đúng không? Uống thuốc có chế miễn dịch mà còn không xong, mà các bạn nên biết là ghép tạng không phải dễ đâu, phải kiểm tra xem là nó có gần giống không. Đấy là chọn người thân để cái gen đó nó khác không nhiều so với mình. Khác nhiều ấy thì cho dù có uống cả tấn thuốc chống thải ghép vào nó vẫn, tức là để sao cho hệ miễn dịch nó thấy hơi hao hao giống nó mà tiếp nhận, đúng không? Cho nên thường là người thân rồi cái thứ này nọ thì phải kiểm tra xét nghiệm xem thế nào đó. Thế thì bây giờ các bạn đã hiểu ức chế miễn dịch là gì rồi. Corticoid là thuốc dùng như ăn kẹo bây giờ, hầu như đơn thuốc nào có corticoid là thuốc kháng viêm giảm đau. Alpha tray này, giờ Medron này, Prednisolone này, Dexamethasone, kể cả thuốc nhỏ mắt cũng là thuốc ức chế miễn dịch sau nhỏ thời gian về mua mắt đó. Bởi vì thuốc corticoid thì sẽ làm hỏng sớm muộn sẽ làm trên đầu sống. Nên đầu có nát thì có nó không sao, nát thì có được, nhưng mà tất cả thuốc đó thì đều bị nó sẽ làm glaucoma, tức là bệnh tăng nhãn áp và ép lên áp lực mắt và teo hết các cái thần kinh thị giác và trên mắt đó. Thuốc chế miễn dịch thế thì bây giờ các bác sĩ không phải học nhiều lắm đâu, cố là học trong thời gian kiến thức bằng thêm, còn sau khi ra hành nghề dễ lắm. Bất kỳ người bệnh nào cũng phê corticoid và kháng sinh là xong. Thế thì tôi kể lại người cô ruột của tôi bị đau xương khớp, mà đau xương khớp là bệnh tự biến, tức là hệ miễn dịch nó cắn xé các khớp, các xương. Nó cắn xé thế thì vào đi đến bệnh viện. Một ông cây đa của bệnh viện qua sơn cơ xương khớp, bệnh viện tôi không tiện nói tên, cây đa quy đề. May mà bây giờ phải hưu rồi. Nhưng mà thật lớp học viện của ông cũng không xin khảo ý lắm, phải không? May mà ông chứng ông suốt ngày ông kê đơn mỏi tay là corticoid mà, thì là ông cũng cho bà mấy loại corticoid. Thế thì bà này lại có kiến thức, bà về và đọc thuốc đấy, thì một trong loại thuốc đấy phát cấm vì làm mù mắt. Một trong loại thuốc đấy bà tức tốc đến ngay bệnh viện để coi nhà định xả cái sự giận dữ của mình cho cái ông này. Thì đến nơi thì không có ông này ở đấy, thì gặp một cậu học trò gọi là đệ tử tức là làm cùng phòng đấy, đang làm việc đấy, thì bà tức sức quá chút ra luôn, mà tại sao ông ấy cho tôi cái thuốc mà biện pháp nó cấm rồi, mà vì ở đây là hỏng võng mạc mù mắt. Thế là cậu kia cũng nghe hết xong rồi đúng cũng thanh minh, xin lỗi cô, thầy cháu bệnh quá không có thời gian đọc sách. Một loại corticoid mà biện pháp bị cấm rồi mà vì không có thời gian đọc sách không biết rằng nó đã bị cấm, không biết bị cấm dễ lắm. Bây giờ là bác sĩ chỉ biết corticoid kháng viêm mà chúng ta bị viêm đau cái gì, thì là có những triệu chứng là đấy, uống ít thuốc giảm viêm đấy hết đấy. Thế là vừa mình quá ai nghĩ là thuốc tiên, nhưng sau uống sau dần rồi thì loãng xương này, mặt tích nước suy thận này, người ta bảo hội chứng mặt và mặt trăng đấy, mặt cũng tích nước bọng nước lên đó, rồi loãng xương này, rồi nhiều thứ khác nó sinh ra chưa đấy. Corticoid nó là như thế, ra có nhiều người chưa biết, đúng không? Nhưng mà đối với nhiều người là thuốc tiên, vừa bị uống xong hết đau liền, uống xong hết tiêu đau ngay. Trong khi đó, y học tự nhiên không làm thế, mà chúng ta làm ngược lại, nuôi dưỡng sự sống, giáo dục lại hệ miễn dịch,
thế là tự dưng nó sẽ làm sao? Nó sẽ là ra gặp dân thường làm sao? Giờ tay chào đúng không? Và yên cần tìm nở giúp dân chúng đi đâu đấy. Còn kháng sinh dòng quy đô cẩn thận đứt cân và xin nhớ rất cân gót nhá. Uống thì phải uống một vừa thôi, nhớ này. Đọc đơn thuốc đi chị có đọc. Bây giờ uống cái thuốc thì phải đọc thuốc. Mà tốt nhất là không ăn uống thuốc. Nhưng còn nếu mà cảm thấy cái lòng tin của mình chưa đủ, tốt nhất là không uống thuốc đúng không? Đúng, nhưng mà nếu cái lòng tin của mình chưa đủ, sau khi buổi nay mà vẫn không uống thuốc, cũng vẫn sợ. Tức là vì không có cái tri thức mà chúng ta hèn nhát xung quanh cũng sợ, vẫn uống thuốc thì đọc. Xin là đọc cổ đơn đi. Nếu thấy dòng quinolone thì uống vừa thôi, không phải đang đi rút cái là đứt cân chân đấy, đúng không? Rồi là uống corticoid là mắt mờ thịt gì đấy, đúng không? Thế thầy cho mấy cái tên thuốc đấy để anh em mình nhắc tưởng về thì vứt thuốc đi chứ lại còn kiểm tra cái gì xảy ra thì nó xảy ra rồi, gấp lại lo sợ giống ông Angelina cho đi thì có chết. Biết để mà tránh chứ lại biết để mà sợ thôi đấy. Này Tuấn biết không, một chuyện thật Tuấn ạ, một chuyện thật ở đây nhá. Mẹ chồng chị bác sĩ quét nhà thấy một viên penicillin phí quá cho ngay con cháu uống nốt. Rồi bây giờ đến bạn các bạn chính. Thế thì tôi đến đây tôi đã nhận thấy điều cho các bạn. Cái minh họa lúc đấy tôi vừa nói là chớ treo là FDA 10 năm trước thì nó bảo thuốc rất hiệu quả và an toàn người bệnh. 10 năm sau nó đã bảo là thuốc không còn an toàn. Vậy là cách 10 năm đấy thì là con người là thỏ hay là chuồn đúng không? Cô còn lý dược của cái tên của văn bản gửi thì đấy công ty này thông báo giúp chỉ định người chứng minh nguồn gốc của cái chính thuốc bán vắc xin. FDA chính là do FDA loại á vắc xin khỏi thành thức điều trị. Vì sao? Vì bây giờ nó thấy không hiệu quả là gì? Lý do cơ quan quản lý thuốc của Mỹ Canada quyết định rút chỉ định vì sau khi kết luận thuốc không cho thấy hiệu quả. Thế mà 10 năm rồi thì bao nhiêu phụ nữ là sao? Là chuột bạch rụng tóc hết không? Rồi là cân thân tàn ma dạng, không cho thấy hiệu quả và an toàn với chỉ định. Chắc đúng là con người khốn khổ không? Rồi tiếp. Bây giờ nếu chúng ta bị bệnh cắt Parkinson thì chúng ta rung giật tay chân đúng không? Thì đây, tòa phúc thẩm vừa buộc hãng dược GlaxoSmithKline, một trong những cá mập của các cái ngành dược, bồi thường khoảng 5 tỷ đồng cho nạn nhân do tác dụng nguy hiểm của thuốc Repip điều trị Parkinson. Thuốc định là sao đấy? Parkinson ấy, nếu mà tay rung ấy, thì nó sẽ uống thuốc cho tay không rung nữa, kết quả là tay thành thần nhược luôn, không dung ra không điều khiển nữa. Nhưng mà đấy chưa hết, nhưng mà chưa hết à? Nhưng chưa hết, bởi vì nó hôm nay thay đổi tính cách của ta, thuốc nó tác động thần kinh mà. Được số này khóc lắm. Ông Giang Bác đã trải qua khoảng thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời sau khi sử dụng thuốc Repip để điều trị chứng Parkinson. Tác dụng phụ của thuốc là biến ông thành người nghiện sách đồng tính. Nghiện cờ bạc từ mức phung phí tiết kiệm riêng bán cắp tiền của đồng nghiệp, các rối loạn tính cách biến mất sau khi ông ngừng thuốc. Đây là bản tin ngoại giao dùng thuốc này dùng thuốc này đã sinh ra bệnh khác. Có gì đâu, nguyên tắc rất đơn giản, dung nhập sẽ làm tê liệt thần kinh điểm cho dung nhập nữa sẽ làm thành nhiều người khác không có động thai được chân. Uống thuốc xong mình không muốn động thai được chân, người lúc nào vượt phá ra không thấy có ai đổ xuống làm bệnh khác, mọi người xuống ra rất nhiều. Và tất cả đều là hết. Mai là bận đấy. Có hai dược sĩ sửa pháp sau khi về hưu. Có hai dược sĩ sửa pháp sau khi về hưu thì đã là hối hận và sám hối và viết cuốn sách đó làm chấn động giới y học. Cuối cùng là kết luận 52 cuốn sách thuốc của pháp là hối hận. Hai người này thì tiếng là sám hối bởi vì là hồi xưa họ cũng đã thực hiện tội ác nhiều rồi đó. Danh sách đen tất cả trong cuốn sách đó là của ông. Thực ra những quyển này nhiều lắm đó.
ăn đúng. Anh chưa nói thức ăn, nhưng nói thức ăn thì không được. Đây là Tuấn mới chỉ nói đến cái góc nhìn của thuốc thôi đấy nhỉ Tuấn nhỉ? Còn đến góc nhìn của thuốc. Dạ, vấn đề quan trọng của SK là chính cái hãng mình vừa bị kia mua về Parkinson bị phạt 3 tỷ đô. Do vẫn gian lận dược phẩm, rồi đút lót bác sĩ để nó kê đơn thuốc rồi địa bệnh ra cho bệnh nhân đó. Chẳng hạn là thuốc trị tiểu đường Amania. Hiệu quả của nhân phải đối mặt nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tự uống thuốc tiểu đường sinh tim mạch. Ví dụ thế, uống thuốc chống trầm cảm cho trẻ em thì làm muốn nhảy lầu. Thuốc chống trầm cảm trẻ em. Và nó đút lót cho các bác sĩ tâm thần của trẻ em ấy, bác sĩ Nhi, là ai đưa con đến là cũng bảo là hàng ngày là trầm cảm, phải uống thuốc không an thần cho nó nhớ nó nhảy lầu, thì cuối cùng vẫn nhảy lầu đó. Nó là nhảy lầu đấy. Đến mấy tỷ đô ạ? Đồng ngay đó. Điều tra bộ này thấy người SK có tiếp thị thuốc chống trầm cảm vaccine cho bệnh nhân dưới 18 tuổi không? Đấy, chính là cái thuốc này làm cho coi như là kinh khủng đấy là cái thị trường dây tội ác đó. Rồi bệnh hen suyễn rồi bệnh hen bách tất cả toàn đó. Đây người thuốc gì đây này? Rất nhiều đó. Đấy là GSK đó. Cái còn Pfizer đó. Abbott Laboratory thì coi như là ý kiến 700 triệu đô. Pfizer thì phạt bao nhiêu đấy? Pfizer thì phạt 23 tỷ đô. Thiệt hại với tim mạch do thuốc giảm đau extra và một sản phẩm đó khác đó. Nó nhiều lắm đó. Văn hóa doanh nghiệp của Pfizer dân thu mà nếu anh không bán thuốc trái luật anh không phải là người của Pfizer. Chớ trêu là cái chuyện này là do nhân viên cũ của Pfizer, tức là sau khi đã kiếm lẫn tiền nhờ là làm việc trong hãng thuốc thì giờ về hưu rồi quay lại coi như là lập lại và lại kiếm thêm một đống tiền nữa vào. Theo New York Times, khoản tiền phạt 2,3 tỷ đô này chưa bằng doanh thu trong 3 tuần của tập đoàn của Pfizer. Đồng ngay mà. Chẳng may cũng có vấn đề gì mà nhiều tiền. Ôi sợ thì kinh khủng. Abbott thì phạt 1,6 tỷ đô. Abbott là sản xuất giữa Enso và dược phẩm rồi đấy. Và Abbott. Nghe rõ chưa? Nhà đấy, nhân tiện nói là Enso đó chỉ là sữa đậu nành mà, chứ không có cái gì đâu. Bạn đọc trên hộp nó là sữa đậu nành mà. Cộng thêm một đống đường được chiết xuất từ siro ngô rất có hại gây ra béo phì mà. Đó là sữa đậu nành. Vậy tại sao? Bởi vì sữa Enso đó là do là sữa đấy dành cho những người không hợp với sữa bò, và sữa bò là gây hại mà. Ở Mỹ giờ ăn nhất là đậu nành là thứ là chống ung thư. Thế mà uống sữa bò thì bị đủ thứ bệnh, cho nên là nó uống Enso vì là làm từ đậu nành. Thế thì dân chúng ta phải mua hộp sữa to Enso đấy hơn 600.000, trong khi đó nó bán đầy ngoài chợ mấy gói sữa đậu nành mấy nghìn mà. Thì không uống. Trong cái hộp Enso đấy thì đầy hóa chất đó. Apple phạt 1,6 tỷ đô đó. Đấy tất cả chỉ là cái bề nổi. Quá mình có thể là nó đâu, cứ cho nó uống thử cái gì nó không thích thì nhè ra thôi. Làm dung thuốc mà mắt coi chừng mù vĩnh viễn. Các bạn phải thật đúng là chúng ta theo đuổi cái gì mà chứ mặc kiến sức khỏe chúng ta chẳng coi. Chẳng coi ra sao cả. Tại các phòng máu bệnh viện thu dung nghìn trường hợp đến khám mỗi ngày, ngày nào các bác sĩ cũng phát hiện tiếp nhận bệnh nhân bị mù mắt do nhỏ thuốc tự ý mua trên thị trường. Thuốc nhỏ mắt vậy gây mù mắt. Bởi vì sao? Bởi vì nó là corticoid. Theo dây thần kinh thị giác của bên chính phủ càng nhỏ thuốc càng mù. Sau một lần đỏ mắt tôi đi mua cái thuốc cây ở nhà sẽ giúp về nhỏ kéo dài rồi kết cục cái mắt mờ dần. Anh cho biết mỗi lần dùng thuốc nhỏ kéo dài rồi kết cục cái mắt mờ dần. Anh cho biết mỗi lần dùng thuốc nhỏ mắt rất mát dễ chịu nên anh cứ nhỏ thường xuyên. Tại vì mắt bác sĩ sau khi kiểm tra mắt mình và bình thuốc của bệnh nhân sử dụng khẳng định nguyên nhân khiến mắt mờ chính là lạm dụng thuốc của mắt có thể cần không chịu túi nhỏ xong rất dễ chịu hết viêm đau ngay.
thế thì ai cũng nghĩ làm máy tính mãi rồi bắt đầu là mắt bị khô thì cảm thấy khó chịu da đỏ hay sao bốt sơ qua hỏng rồi. Rất là đúng là chúng ta mà thiếu hiểu biết gọi là chìm đắm trong u mê và dễ dội cho bệnh thật đó. Đây tưởng là dùng đúng thuốc hay sử dụng liên tục lâu dài khi bệnh nhân thấy mắt bị mờ thì khám biết tăng áp lực mắt từ lâu kéo lên thần kinh dị giác và thậm chí bị mù cũng biết. Đấy những cái đơn giản nhất vâng chúng ta thấy lúc tội ác vô mực tràn khắp nơi mà không ai làm gì cả. Làm dùng thuốc nhỏ mũi thì làm mũi bị ngạt vâng rồi là đủ thứ vâng. Thế còn cái thuốc ho là cái thuốc gì nhỉ? Đúng nghĩa là drug chính là thuốc viện là vì thế đúng không? Thì học sinh dùng thuốc phê nghiện nó cứ ra mua mấy cái viên thuốc ho uống quá liều lên ấy là phê bay lơ lửng hết lên. Thì cuối cùng là Bộ Y tế vào cuộc thì mới tuyên bố rằng trong thành phần thuốc ho đấy có 3 thành phần gây nghiện. Là cái thuốc gì đấy? Thuốc gì? Thuốc nào thế? Tất cả các thuốc gọi là trị cảm cúm và thuốc ho đều có thành phần là thuốc viện hết. À đều có thành phần ma túy hết. Bởi vì nó lừa hệ thần kinh của mình. Đó. Mình ho, mình sốt, mình ốm các thứ thì nó sẽ lừa hệ thần kinh của mình làm cho mình hết các phản ứng đó. Đấy là phản ứng có lợi. Đó. Đây. Nhưng mà cái nguy hiểm nhất là thuốc ho thuốc cảm cúm lại được bọn tội phạm mang về chiết xuất ma túy đá. Trong tất cả các thành phần của thuốc cái gọi thuốc cảm cúm đấy khi chúng ta cảm cúm thì hệ thần kinh chúng ta phản ứng lại vậy nó gây ra các triệu chứng đấy nhưng chúng ta lại ngu dốt chúng ta lại muốn đi làm cơ bị cúm nhưng lại muốn đi làm bởi vì sợ mất việc và sợ bị mất tiền cho nên chúng ta cố đi làm thì chúng ta uống cái thuốc vào nó dập tắt các triệu chứng đó chính là các phản ứng của cơ thể mà chúng ta đáng lẽ chúng ta phải nằm nghỉ 10 ngày để cho cơ thể chống chọi lại chúng ta uống thì làm ra là virus tiếp tục hoành hành còn chúng ta thì lại dập tắt cái người bảo vệ chúng ta đi không? Thế là chúng ta hết sổ hết mắt là đi làm tiếp trong khi đó thì hệ thần kinh của chúng ta lừa vâng đây thế thì tôi kể chuyện này cho các bạn không biết không? Công an mới phát hiện ra là các hãng dược của nước ta nhập 10 tấn pseudoephedrine để điều chế các thuốc cảm cúm. Thì tổng kết lại có 1 tấn là vào thuốc, còn 9 tấn kia không biết đi đâu. Ôi trời ơi sao? Thế cuối cùng thì là chỉ biết là ma túy đá thuốc lắc tràn ngập. Đây chính là cái để sản xuất ma túy đá thuốc lắc. Sau đấy thì bắt đầu siết chặt lại chuyện nhập khẩu và sản xuất. Thì bọn tội phạm vẫn cười hề hề. Nó la ra hiệu thuốc, nó mua thuốc cảm cúm về. Và những kẻ vô học cũng có thể học được cách chế xuất ra ma túy đá. Bắt mấy thằng rồi bị phạt, thu lợi hàng mỗi thằng bắt thu lợi hàng tỷ đồng. Chỉ vì nó mua thuốc cảm cúm về chế xuất ra ma túy đá. Cái này không có trên thông tin đại chúng đúng không? Có nhưng chúng ta không để ý, chúng ta không có thời gian để quan tâm vào. Tức là đúng là đó là ma túy thật. Bởi vì các thuốc cảm cúm, thuốc ho toàn là thuốc ma túy mà nó đánh lừa. Còn loại thuốc đó mà chúng ta hay gặp là efedrine, codeine nhớ không? Codeine là cái gì vậy? Là thuốc viện từ chiết xuất từ cái thuốc viện không nhớ. Uống cái thuốc mà có chất ma túy thì tự dưng cơ thể không có các phản ứng ốm đau nữa, hết cả phản ứng nào. Cho nên hồi xưa là các thuốc tộc da đỏ ấy, là khi nó ốm là nó nhai gì? Nó nhai hay là thuốc viện là hết lắm, còn là uống thuốc viện là hết. Thì bây giờ nó trộn vào. Còn cái tôi vừa nói là cái pseudoephedrine đấy là để nó là thuốc viện thật, nó là ma túy thật. Cà phê, bánh hay thậm chí là pha thành nước, Úc trình tự thành cao. Và thế là dân Úc ăn đủ, chuyển sang Úc nhiều lắm. Đấy. Chúng ta quả thật là không biết cái kiến thức coi như là rất đơn giản đó. Mọi thuốc
đều là thuốc ma túy, là đều là người thần kinh, làm chúng ta hết các triệu chứng bệnh, hết sổ mũi, hết nhức đầu, hết mắt. Bởi vì đấy là các phản ứng của chúng ta. Bởi vì các phản ứng đấy nó đang làm việc để chống lại cái bệnh tật. Đặc biệt nhất là sốt, sốt là một cái rất có lợi. Sốt cao quá trường thôi. Các cụ xưa cũng có sốt cao trường thôi, uống ngọt đồi các thứ vậy. Trường chắc chắn là hết rồi, đắp chanh rồi này nọ. Nhiều hơn khá còn hiểu ra. Sưởng sản xuất metafetamin mà bây giờ chính cái sản xuất ma túy đá lại là các thuốc trị tiêu mũi dị ứng cả. Đây. Đến nhà một thằng bạn chơi, bạn thấy những cái thuốc cảm cúm vứt đầy ở nhà, hóa ra là cậu này không mua được. Cái tiền mua thuốc đâm ra là mua ra những thuốc tây uống quá liều đến cấp 3 là phê, bay lơ lửng hết lên, ảo giác lung tung cả lên lắm. Kinh khủng. Thế là cái nền, tôi không hiểu là cái nền y học này mà nó đang giết người hay là nó đang làm gì, phải không? Người nghiện thuốc mạnh tràng và cắt thuốc sẽ táo bón nặng hơn, và cắt thuốc co mạch chữa viêm mũi có thể khiến mặt tái phát nặng hơn, đó. Người nghiện thuốc ngủ cũng dùng nữa sẽ không tài nào nhắm mắt được. Tất cả đều là gây nghiện hết. Đến lúc mà không còn nữa thì là chúng ta sẽ, đó. Đây, nhập cái thuốc này về cuối cùng là coi như toàn bọn tôi phạm mua. Thảo nào bây giờ dân chúng giàu như thế phải không? Có gì đâu, cứ ngồi về nhà say say tí ra mấy viên thuốc cảm cúm ra là bán mỗi tiền phải không? Kinh khủng lắm. Bây giờ là lúc quay lại về về mặt thuốc thì tôi có cả một cái folder là Medi là tội ác của y tế, phải không? Tất cả các loại thuốc đều là không chữa được bệnh, chỉ là chữa triệu chứng, tất cả chỉ chữa triệu chứng thôi. Nhưng mà nó lại gây ra cái ung thư kinh người, phải không? Do đó chưa thấy ai mà uống thuốc mà khỏi hết cả, chưa có ai. Chỉ uống thuốc hàng ngày mà phụ thuộc thuốc thêm thôi, phải không? Bây giờ trẻ con vào cái phòng nhi đấy là động cái bác sĩ úp lên mặt nó một cái ví dung đấy thì đặt vào mấy viên thuốc là kháng sinh này, khoảng mấy lần thuốc kháng sinh này để cho là rất nhầm hơn bỏ sót, biết đâu có vi khuẩn thì cứ cho là vừa lắm. Đặt vào thuốc gì corticoid để kháng viêm này, đặt thuốc salbutamol vào để giãn phế quản, thế là giãn phế quản cũng đưa bé tí như thế mà uống xong salbutamol vào thì tim nó đập loạn xạ lên ngay. Cái thuốc đấy thì có thể làm tim đập lên thành 100.000. Thế thì chúng ta tờ đắng tất cả quý phụ huynh, tờ đắng xếp hàng dài của các bác sĩ mà đi tăng huy học. Mỗi bác sĩ tăng huy học khi khám ở nhà đều phải trang bị cho mình được khoảng chục cái máy khí dung đó. Như là một cái dây chuyền sản xuất trẻ con đi qua. Cứ là hơi khó thở thì là úp mặt lên khí dung. Mấy loại thuốc corticoid rồi salbutamol rồi kháng sinh đít bừa bạn mọi người. Nó còn tệ hơn thuốc, thuốc còn qua hệ tiêu hóa, đây vào thẳng máu, các niêm mạc, các mạch máu đi tìm nữa. Thu vào hết luôn, vào phổi, lan vào cơ thể nhanh nhiều so với đi bằng đường uống. Nó chứ lúc chúng tôi tác chứ không phải. Còn chị ở dưới, tháng nào về nhà. Và nó dùng con phim quý nhiều, nó làm hỏng hết trẻ nội tiết, phải không? Vô sinh rồi, đủ các thứ rồi. Nữ thì dập lông, nam thì nữ tính, phải không? Kinh khủng lắm. Thế thì bây giờ chúng ta hãy xem mô hình này, có lẽ nó dễ hiểu hơn rồi. Tại sao lại nói rằng là các trường phái y học tự nhiên lại chỉ quan tâm sức khỏe? Đúng, tôi chỉ quan tâm một cái là sức khỏe. Sức khỏe ở cái vị trí này. Sức khỏe chỉ có một, mà bệnh tật thì có nhiều. Nó là cái điểm duy nhất này, sức khỏe. Bạn nào ở càng xa cái này thì càng gì?
càng yếu. Tức là tôi chỉ cần rời khỏi cái điểm này đã là ổn rồi. Càng xa thì khỏi cái đó được. Thế thì tôi chỉ học mỗi cái là sức khỏe là cái gì? Sức khỏe này theo một định nghĩa của Osawa là tiên sinh, người sáng lập ra một phái thực sự trường thọ đấy, Macrobiotic. Thì ông nói là sức khỏe phải là khỏe như một con vật mà tự nhiên, không biết biết phần là gì cả, đi bộ chạy làm đủ thứ hàng chục km mà kiểu thỉnh thoảng chán thì dừng lại thôi, chứ mà như một con vật khỏe thì đặt mình xuống là ngủ, ăn cái gì cũng thấy ngon, vâng, ăn cái loại gì đó, không bao giờ biết giận là gì, vâng, suy nghĩ tỉnh táo nhanh nhẹn, phán xét nhanh, thì đây chính là cái trạng thái đấy. Con chỉ cần rơi ra một cái là đã bệnh. Thế thì y học hiện đại sẽ coi các vị trí khác là gì? Là bệnh tật. Sẽ coi các vị trí khác là bệnh tật. Tức là trên cái quả địa cầu này, nó nôm na nhé, nếu như một cái triệu chứng bệnh, vị trí bệnh nào đấy mà nó làm cho người ta thấy là gì, thì họ sẽ xếp ở chỗ là ở Việt Nam mà. Ví dụ một cái bệnh này sẽ xếp là nếu mà anh ở tọa độ là ở Hà Nội gọi là bệnh gì, còn nếu mà anh bị xếp ở tọa độ là Bắc Kinh thì anh bị bệnh gì, đúng không? Tức là nó chia theo các điểm này. Còn đối với chúng tôi làm sao? Tôi không biết, tôi không cần biết cái này gọi tên là Bắc Kinh thì bệnh gì mà Hà Nội bệnh gì, Bangkok bệnh gì. Tôi chỉ biết là anh đang xa rời đi sức khỏe, xa rời sức khỏe thôi, không cần biết tính nghiên cứu gì. Thế thì y học hiện đại sẽ cách xử lý gì? Mày bị bệnh này gì thì tao sẽ bê mày ra, cứ thoát khỏi cái vị trí đấy được đi. Anh ta ở vị trí là Bangkok rồi, tôi làm sao tôi đưa anh khỏi Bangkok vào đâu chứ? Tôi lại nhận ra đúng không? Tôi nghĩ là cứ bê ra anh khỏi Bắc Kinh thì anh bảo cảm ơn bác sĩ giỏi quá đúng không? Đúng không? Hay đấy, cái ví dụ đấy rất hay. Tôi bê khỏi Bắc Kinh thì bác sĩ bảo ô thôi là tôi xin anh rời được. Lúc sau thì anh ta đã nằm ở, anh ta đã nằm ở Sài Gòn rồi đúng không? Và anh ta thấy là tôi lại bị kiểu chứng khác thì lúc đấy đâu phải đâu bác sĩ, và tôi đã giải phóng anh khỏi Bằng cách rồi đó. Thế anh rơi vào anh đeo Sài Gòn rồi. Tiền đây, đưa tiền đây để tôi lại bê anh ra. Bao nhiêu em trời mỏi mãi ra đi đúng không? Đi đâu đó không ai có trời mỏi mềm gì. Cứ bê đi bê lại hết chỗ này chỗ khác rồi. Và đôi khi do tình cờ bê ở gần với cái này, tình cờ không chủ đấy, gần thấy sức khỏe thấy cũng không phải, đôi khi nó tình cờ, nhưng mà đôi khi là bê ra thì xa hơn. Chính vì thế ở chẳng hạn một vị trí mà người ta định nghĩa là bệnh Parkinson, ông bảo là để tôi bê ra khỏi Moscow nhé, bê ra khỏi Moscow, bê kém đi đâu thế thành bệnh đồng tính nhân ái, muốn ông bê quyết bê ra một cái chỗ lại thành ra là Paris không, đồng tính nhân ái không, xong rồi ăn cắp không, rối loạn tính cách. Thế xong rồi anh một cái trứng cá không, trứng cá thì tôi làm nào hết mặt trứng cá ra thì bê ra chảy đầu kém đó, trầm cảm chảy đầu. Thế thì các bạn đã hiểu cái mô hình này. Còn tôi không cần biết, bạn này bảo tôi hiểu sao, không cần biết, tôi chỉ biết bạn làm sao cái này. Thế trong khi đó y học hiện đại thì sẽ là tôi sẽ giải phóng anh khỏi cái gì, khỏi vị trí này nhá. Thế thì cái đấy là quan trọng nhất. Thế thì có hai cái khác nhau là này, cái người của mình ở đây thì gào thét bác sĩ ơi van gì bê tôi ra khỏi chỗ này, thì bác sĩ bảo người ở đấy không có tiền là xong hết phải không, không có việc gì có, chỉ sợ tiền không nhiều phải không, thế thì là bê ra khỏi chỗ đấy. Thế còn chúng tôi thì sao, những người theo trường phái ở Mỹ Nhật sao, anh đang nằm ở đây đúng không, tôi sẽ đến bảo anh là đứng dậy đi và đi về hướng gì, đi về sức khỏe, tự thôi, tự về, tự đi, nhưng mà người đó bảo là không, tôi anh phải bế tôi đi, và thế thì tôi không hợp tác được. Osawa nói rằng là ông ta chỉ khuyên người ta theo thực dưỡng một lần thôi. Thực ra cũng ông này cũng hơi cực đoan, ông này cũng nóng tính lắm, ông này nói mà không có tin, vô duyên, nóng lần cũng tin không có duyên. Tôi còn có rất nhiều người khác phải chữa trị đó. Những cái bệnh tật này của ông rất thành công, ông chữa trị rất thành công, ông tin tưởng tuyệt đối vào này và bằng chứng cho thấy trên toàn thế giới là thành công rồi. Ai dùng biện pháp này cũng đều hết cả. Thế thì là ông chỉ bảo là những cái trường phái học nhân bảo anh hãy đứng lại đi, đứng dậy đi. Thậm chí lúc đầu chưa đứng được thì anh hãy bò đi, cứ bò về hướng này, dứt quá
đến. Cứ bỏ mãi, bỏ mãi. Thế thì người đó bảo tôi biết bỏ đi đâu bây giờ? Có, tôi sẽ cho anh một cái đó. Cứ có cái này, anh cứ theo cái đấy mà đi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi, chắc chắn là bỏ đi. Nhưng cái biện pháp của những người theo cái dòng tự nhiên này rất khó, bởi sao? Người đó không chịu bỏ, không chịu bồi dần, mà chỉ bảo là anh áo trắng đi ơi, anh áo trắng trắng đâu, anh cám tôi đi khỏi chỗ này, mà không chịu. Thế thì cái lao bàn này chính là nghệ thuật gì? Dựng xây dựng. Cứ có theo này là anh chắc chắn anh sẽ trở về đây. Nhưng khổ nỗi là trên đường đi trước là núi cao sông sâu, vất vả, không dám đi. Rồi là thứ hai là bị kiến ngủ vào, đúng không? Sợ, đúng không? Sợ. Không đủ nghị lực. Không đủ nghị lực. Thế thì đấy chính là con mồi rất đơn giản. Thế còn nếu mà theo cái gì, cứ bê lăn quanh cho đời mọi việc thì cuối cùng là bơi ra dần, xa dần, cuối cùng đến đâu nhỉ? Đấy, cái cực tối thiết là cái gì nhỉ? Nhanh hơn. Thế thì những cái bậc thầy trong cái y học dưỡng sinh tự nhiên là gì? Có thể kể cho đây một số tên. Paul Breck đó. Paul Breck là một người Mỹ nhìn ăn chữa bệnh đó. 96 tuổi chết khi đang lướt sóng. 96 tuổi chết khi đang lướt sóng, bị con sóng to quá nó ập lên đầu. Xong rồi các bác sĩ, nên nhớ là các bác sĩ ghét ông này lắm. Ghét lắm thì bởi vì là có từng nào mà người ta còn nghe ông này thì mình còn nói, phải không? Thế thì là ghét lắm. Thế nhưng mà bảo thôi ông chết rồi thì tôi cứ mổ thử thi xem thế nào. Mổ thử thi ra mạch máu gan tim phèo phổi như của một thanh niên khỏe mạnh, không có cặn bã gì cả, không bám vữa trên các thành mạch, không có một mẩu sỏi, không có mẩu gan thận nào, không có hạt xạ nào cả, không có chất độc gì cả. Là bởi vì là ông vẫn có bị lão hóa dị dạng, có nhăn nheo, mà đấy là theo tự nhiên, theo thời gian nó phải thế. Nhưng mà mạch máu cứ sạch ra các thứ. Trong khi đó thì những đứa trẻ 4-5 tuổi Việt Nam đã bị vữa sơ lóa thành mạch rồi. Tức là của ông như một thanh niên khỏe mạnh, chứ không phải thanh niên đâu. Thanh niên thì bây giờ ông đau lắm. Tôi có mấy hai thằng bạn của ấu thơ, hai em sinh đôi hồi xưa suốt ngày đến nhau, hai thằng đấy. Các bạn biết bây giờ là sao? Hai thằng đều có tai biến máu não nằm dưới đường, 44 tuổi. Hai thằng em sinh đôi hồi xưa khỏe như vong, bình suốt ngày bắt nạt tôi, đánh tôi, bảo chạy cùng viên, chạy mục và cơ bắp cuộn cuộn. Bây giờ hai thằng tai biến thành bạo và làm việc thêm sợ lắm. Đây thì đây là ông này 96 tuổi. Đây là môn thể thao đòi hỏi sức khỏe khéo léo và một cái lòng nhiệt huyết. Thế thì các bác sĩ có nói một câu này, tôi cũng muốn nói lên các bạn để các bạn thấy. Nếu không có tai nạn này thì không hiểu bao giờ nó bị chết. 96 tuổi mà lại đưa một thanh niên khỏe mạnh rất nhiều đến lúc nào chết cho tôi. Vâng. Người thứ hai là bà Galina Shatilova, bác sĩ phẫu thuật thần kinh mà quá chán ghét nền y học hiện đại và họ đã chuyển sang tổng hợp các trường phái y học nổi tiếng thế giới và đã chữa lành cho rất nhiều người bệnh nan y. Không những thế, biến người bị bệnh nan y đó thành những vận động viên siêu marathon, tức biến thành người siêu phẳng. Bà này vì những thành công trong cái lĩnh vực chữa bệnh và khoa học tự nhiên của bà này giỏi lắm, không những hết bệnh nan y, tiểu đường, tim mạch, đột quỵ, tai biến mạch não mà cũng chạy trong tương lai. Sau khi những người đột quỵ tin nhồi máu cơ tim, tay đến đi gióm chén, uống một gốc thuốc hàng ngày, mà bây giờ lại chỉ tham gia cuộc chạy 100 km trở lên. Thế thì bà này là một người vượt cấp nhất. Bà này cũng được cái hệ nền y học của Nga cũng đánh giá cao và không phải là bảo thủ và chối bỏ bà, không đàn áp bà đâu, mà ngược lại làm bà trưởng bộ phận đào tạo các phi hành gia. Bởi các phi hành gia vũ trụ là những người đặc biệt cần có sức khỏe và cần thức ăn, nó gọi là tinh lọc để cho lên trụ, chỉ cần một tuyết này thôi là đủ năng lượng tràn trề, đúng không? Thì bà này và đồng thời là tư cố vấn cho đội tuyển Olympic của Nga. Bà này cũng cái chuyện rất lạ là có một lần bà lúc đấy cũng là gần 90 rồi, 80 tuổi, bà sang Canada dự một hội nghị về sức khỏe. Bà đến sân bay vừa dở hộ chiếu ra, cái cô mà làm cửa khẩu đấy, béo ý, Canada Mỹ giống nhau, một béo ý. Vừa dở ra các chị là bấm chuông báo động luôn.
hóa ra là nhìn thấy trong cảnh tuổi hóa là tám mấy mà tập trung lao động luôn, là các anh nhân viên sân bay kéo bên ra lạc đè chạy ra mang xe xe đẩy đến, vâng. Tức là bà Hằng không tin rằng là một người trên 80 tuổi mà lại không cần xe đẩy mà tập trung lao động luôn mà. Tức là nhân viên có những hình mấy có những anh béo phì Canada có những mang xe lăn đến ngay mà bà này cũng thuyết phục mấy anh ấy mãi rằng là tôi ổn không sao cả, vâng. Thì có mấy người này mới thôi, tức là bà đấy cũng khỏe hơn cả mấy anh lạc đè đấy mà mang xe đẩy đến, vâng. Không thể tin nổi được như trước lúc này bà này là mẹ của một hai người mà làm cái thức ăn cho vũ trụ ra không? Vâng, xong là bây giờ nó export sang Mỹ và một ở Nga, chị đi Nga chị có cái công ty chị đi đọc rồi bà. Rồi, tức là chắc là từ bà này cũng một cái họ sơ lơ bà. Thế thì là bởi vì họ đã từng quen người Mỹ ở Canada dưới khoảng 70 tuổi là dứt khoát là không đi nổi rồi. Dứt khoát không đi nổi, nên là thấy bà này tám mấy nhìn hộ chiếu ngày sinh này bấm nút báo động luôn. Không thì nhớ bà này ngã lăn ra đấy thì là mình phải kinh khủng. Sau đấy thì bà về cất vali xong rồi lúc đấy mùa Canada đang mùa lạnh bà ra biển tắm luôn mà. Tất nhiên không thể không kể đến do cuộc sò hoa đúng không? Nhân sinh do cuộc sò hoa này cứu không biết bao nhiêu người đúng không? Bởi vì là công thức cũng quá đơn giản và rất hợp mấy nước và lại hiệu quả cao. Đó là gạo lứt muối vừng và ăn cái thức ăn thiên nhiên cân bằng âm dương đúng không? Thực phẩm là cơ sở của sức khỏe và hạnh phúc của cuộc sống. Và Masaru Emoto, một người chữa bệnh bằng suy nghĩ tích cực và bằng những hình ảnh tích cực. Cái này thì hôm nay chúng ta không đủ thời gian để giới thiệu Masaru Emoto mà. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói là tại sao lại chọn con đường đau khổ này nhỉ? Cái con đường mà lúc nào cũng mong chờ là gì? Lúc nào cũng mong chờ đau kéo với thuốc thang và tin tiên chứ. Nói cho các bạn bí mật này. Người ta có câu đi hỏi già về nhà hỏi trẻ đúng không? Trẻ con rất thật thà. Thế tại sao trẻ con hãng sợ bác sĩ nhỉ? Mấy là bạn năm nó biết rằng bác sĩ không đem lại điều gì tốt lại. Đúng không? Thế thì là thứ hai là gì nhỉ? Bây giờ có một cái nguy hiểm này là trông cậy của mấy cái dao kéo này thì một cái các bạn có thể chết trên bàn mổ vì thuốc mê. Thế thì có nhiều bệnh mà nó phải đổ chân thì bác sĩ phải đề xuất là tôi chỉ gây mê tại chỗ đổ chân đổ xẻ thôi, đỡ nguy hiểm hơn. Nhưng mà bệnh nhân thì không chịu bởi vì bảo là mình vẫn đang tỉnh mà lại thấy nó như là cắt rạch rạch ở dưới khô qua bá rồi đến chết lắm. Thôi em cứ gây mê toàn bộ của tôi cho nó lành vào. Nhưng mà gây mê toàn bộ rất nguy hiểm, chúng ta có thể đi luôn. Gây mê là một trong cái trạng thái cái kiểu là Michael Jackson ấy, dùng cái thuốc gây mê cùng là đi luôn. Nhớ kiểu đấy. Đừng những con chó không con đường này. Tại sao chúng ta lúc nào cũng hướng mắt về không? Tại sao lại chọn con đường đau khổ này nhỉ? Tại sao lại lúc nào cũng chọn những cái chuyện như này? Giờ tôi không thể hiểu con người. Tức là Đà Lạt Lạt Ma lúc đầu có nói 3 điều ngạc nhiên lớn nhất. Tôi nói là 4 điều ngạc nhiên. Tức là tại sao con người lại chọn con đường này mà lại chọn con đường này, thuốc thang này, đúng không? Mà lại không chọn con đường này. Không chọn con đường này. Tại sao vậy? Khổ quá. Đấy là cái điều bí mật lớn nhất mà Đà Lạt Lạt Ma nói chưa đủ 4 điều. Tại sao lại sợ những cái này mà lại cuối cùng lại đi chọn cái dao kéo của ông? Hả? Tại sao bây giờ bảo ăn chay một tí thì bảo tôi cũng chịu được, rồi ăn nước chay một tí nó hết quả ăn được không? Không chọn con đường này thật ngon thế này cái gì mà lại đi cái chọn con đường dao kéo thuốc gây mê rồi không nào? Đấy là điều bí ẩn lớn nhất. Đấy, sao chọn này? Những cái sách dạy về nấu ăn chay nó cũng dày cộm này, hàng nghìn món mà nhìn rộng ra cái là thèm rộng cái đó. Tại sao không chọn này? Nên nhớ là ăn thực dưỡng không phải là chay nhé.
ăn chay đủ chất thì chúng ta sẽ khác, chứ phải là ăn chay xong rồi ăn cái cơm gạo sắp trắng xóa xong rồi ăn mấy thứ sản phẩm đầu cại làm chế biến đóng gói chúng gọi là chay, ăn bánh mì Indo đóng gói chúng gọi là chay đâu, mà làm thực dưỡng đâu, ăn cái đấy thì ốm người ra thật. Bánh mì Indo rồi uống sữa đậu nành đóng hộp Farmy này nọ thì chết chưa, rất đáng chết, thì uống canh ruộng là thế là chay đấy cũng chết thôi đó. Nhưng mà nó phải mang năng lượng sinh học, tức là những thứ mà mang năng lượng sinh học, năng lượng sinh học chứ không phải là cái chay, tức là tôi không ăn gì cái động vật nào chay, ăn như thế thì ốm đau là chắc chắn rồi, không ăn bánh mì trắng này, không ăn đường trắng là chay, không ăn đường trắng thì chết, chết ngay vào cái chết chắn rồi. Nó phải ăn thứ mà tươi sống và từ thiên nhiên sạch sẽ, không thuốc trừ sâu này nọ, không rất độc hại. Tại sao không chọn cuộc sống này không mà lại chọn rau trắng? Tốt nhất là chọn trần trắng. Tại sao lại không chọn trái tim này mà lấy đi chọn là lắp coi như là đặt stem rồi lắp máy tạo nhìn rồi các thứ mổ xẻ kinh khủng. Đây là một thức đơn mà gọi là vegan. Vegan tức là gì? Vegan là chay hoàn toàn, thậm chí không trứng không sữa, không những là không có giết hại, không có giết chóc đâu, mà lại còn là phải là không khí phi động vật cả. Này, các loại ngũ cốc nguyên hạt, tức là còn nguyên vỏ cám này, bánh mì vỏ cám này, các loại ngũ cốc này, rồi là gạo này, khoai tây, ăn thoải mái gì mà hoa quả và rau ăn vô tư đúng không? Các loại có như hạt đậu, như là hạt hạt rẻ, rồi các loại sữa đậu nành, tàu tofu hay là đậu phụ thì ăn vừa phải đúng không? Ăn vừa phải. Các loại có như là các loại dầu thực vật, các loại đồ ngọt đó, hoa quả ngọt thì có như ăn vừa vừa thôi, thí dụ thế. Nhưng mà đa dạng lắm đó. Cuộc sống này thì sao đáng sợ không? Như tôi đã nói là dưỡng sinh không phải ăn uống, dưỡng sinh là một tập hợp nhiều thứ và tất cả những gì làm nuôi dưỡng cuộc sống đều gọi là dưỡng sinh cả. Vâng, khí công dưỡng sinh này, tập luyện thể dục dưỡng sinh này, thể dục dưỡng sinh này, cuộc sống này chính là con người hạnh phúc của chúng ta, đúng không? Chứ không phải là cái con đường đau khổ, đúng không? Đấy là một trong bí ẩn lớn nhất mà tôi xin bổ sung vào cho Dalai Lama, đúng không? Con người thật là tôi đã từng nghe nhiều người nói là ăn thế này là chết còn hơn, đúng không? Không được miếng thịt của người thì còn chết còn hơn, đúng không? Bằng chứng có nhiều người đấy bị hút rồi ấy, là biết ngay thịt nó tương tác động nào, ăn cái thịt vào là xương chân thế này là đau đớn tột cùng ngay, phải không? Thế rồi là các cụ có nhiều câu rất hay mà chúng ta phải nghe, khi mà bệnh viêm nhiễm ốm đau gì thì người ta nói là kiêng thịt gà chép bao ba, không còn ăn nhớ rồi đấy. Giờ người ta thất truyền câu đấy rồi, trẻ con không ai đứa nào biết viêm nhiễm đau ốm tiếp tố là kiêng thịt gà chép bao ba, bởi vì chú đấy nó có những cái thành phần đấy gây viêm nhiễm cực mạnh. Bởi vì tại sao? Rất đơn giản, trong đấy nó có những cái loại đạm mà hệ miễn dịch chúng ta nó quá là quá trình nó bị gọi là nó căm ghét những cái đấy, nó ghét cái đấy và nó sẽ nổi khùng lên, và nổi khùng lên thì nó sẽ bệnh bạo, nó làm lung tung hết cả lên. Ăn thịt gà đau răng lắm, tức là những thứ thịt đấy ta gọi là thịt độc. Còn công thức của các cụ là gà độc thịt, vịt độc trứng, gà độc thịt, vịt độc trứng, tức là có những thành phần ở đấy mà có qua phân tích của y học hiện đại không biết là cái gì cả, nhưng nó tồn tại và nó vào thì ăn nó viêm nhiễm ngay lập tức và bị đau xương đau khớp ra. Đấy, chứng bệnh rất độc đấy nhé. Cuộc sống này thì gà độc thịt viêm độc trứng mà. Thế thì các bạn chọn con đường nào? Thì các bạn chọn con đường hạnh phúc này hay chọn con đường đau khổ này? Bây giờ ông quân bớt này thì cũng rất đơn giản, một tuần nhịn một lần, nhịn một ngày, một tháng nhịn 3 ngày, một quý nhịn 10 ngày, một năm nhịn 20 ngày, không còn tí chất độc nào ra cả.
Thế thì ông này hồi bé có bị thú bệnh, sau đó thì ông thực hiện việc ăn với cả ăn uống trong lành đấy, cuối cùng là hết tất cả bệnh và cũng muốn truyền bá cái này cho tất cả mọi người. Thế thì môn quách này có một cái rất là đáng chú ý, rất là nào, tức là ông nói là trong cái lần nhịn đói lâu và đã thực hành nhịn đói lâu rồi đấy, và cái lần nhịn đói cũng đã lâu không ăn gì cả mà đã đi tiểu ra, phân tích nước tiểu ở những ngày thứ 10 vẫn còn thuốc sụt sâu, không ăn cái gì vào nhưng mà lại tiểu rất thì sâu. Tại sao? Bởi vì khi nhịn đói nó thả hết độc tử tận trong thâm căn cố đế trong tế bào, nó từ sâu trong tế bào nó đã nó thải ra, thải. Thế cho nên là cái đấy là đấy là bằng chứng, vâng. I'm Bill. I've had diabetes since I was a little kid, and I used to smoke. That's a bad combination. But if you're doing that, I've got a tip for you. Make a list. Put the people you love at the top. Put down your eyes, your legs, your kidneys, and your heart. Now, cross off all the things you're okay with losing because you'd rather smoke. You can quit. Tức là hôm nay mình là tiểu đường. Ở Mỹ có những cái mơ thảm kịch tiểu đường, là có một ông tiểu đường là xong bị con chó của ông các ăn mất mấy ngón chân không biết. Bởi vì dây thần kinh ở các tứ chi nó hỏng lên nào. Thế thì là ăn mất mấy ngón chân dậy thấy không còn mấy ngón chân. Thế sau đấy thì báo chí nó hài hước nó nói rằng là ông này là con chó rất trung thành. Nó biết rằng là sớm muộn cái ngón chân nó phải cưa đi, cho nên nó đã cưa trước thì cho nó đỡ chết, phải không? Chó rất khôn. Chị đã chứng kiến một cái chết 3 năm chịu đựng của một người tiểu đường ở Việt Nam. Đây là chương trình mẹ của Hà. Người Mỹ thì người ta ý chí kinh khủng lắm. Có cô sinh viên này bị con vi khuẩn đã thịt người của mình. Bác sĩ bất lực vì vi khuẩn ăn hết việc mà phải cơ hết chân tay thì phải nói. Đấy là cô này đâu biết rằng cô chính là nạn nhân cái nền kinh tế đó. Nạn nhân. Đây chương trình của hãng truyền hình ABC. Đây là địa ngục trần gian của ông. Bất lực trước vi khuẩn vì nó kháng thuốc mà nó lại còn là con vi khuẩn hung hãn ăn hết thịt người. Nhưng mà cô này nó không cười, tôi chẳng hiểu cười cái gì được rồi. Tất nhiên là đấy là một điểm mạnh của người Mỹ, một ý chí họ kinh khủng mà. Nhưng mà thật đáng thương, cô này là sinh viên đi nghỉ hè cắm trại đi lội suối thôi, bị xước chân xước tay vi khuẩn ăn thâm nhập vào, mà người sức đề kháng còn không, sức đề kháng cố còn không, chân bị con vi khuẩn xâm nhập vào chịu thôi. Mà ở mỗi năm có như ở Mỹ hàng nghìn người bị con vi khuẩn này tấn công vào. Tôi mặc dù tôi cũng thích về ý chí người Mỹ thật, nhưng có những điều nó không hợp mà. Cười cái gì ở đây? Cười cái nỗi gì mà? Đang nghe trong trường hợp này phải khóc thì còn cười gì? Lý của nó là tôi thoát chết rồi. Thật là khổ à. Thế thì tại sao tôi lại sưu tập được về vi khuẩn thịt người này? Đó là từ một cái chuyện sau. Rồi, dừng cái này nào. Thế thì có một lần tôi mới xem chương trình trên vô tuyến Discovery. Trong đấy là cái chương trình của Mỹ nó phóng đại lên tất cả mối nguy hiểm từ vi khuẩn. Thế thì nó mới có rất nhiều mẩu chuyện về nói là vi khuẩn cần thăm đấy, phải không?
ta phải đấu tranh nó lúc nào cũng xào phòng tiệt trùng rồi đúng không? Buổi cồn trước sát trùng chứ không? Thế là ông đưa ra một cái trường hợp sau. Có một cái ông này làm đài phát thanh. Ông này làm đài phát thanh thì ông ra bị ho mất một tuần. Ho mất một tuần thì bỗng nhiên sau đấy thì trên chân ông xuất hiện một vết loét. Sau khi ho một tuần chân ông xuất hiện vết loét. Sau đấy thì trước mắt, trong mắt ông trong ngày thì cái vết loét đấy to dần lên. Chỉ trong ngày mắt thường ông đã thấy to dần lên rồi. Đang từ một đầu ngón tay xong to dần lên một đồng xu vào cái cốc. Thì ông sợ quá, ông gọi ngay 911 chỉ trong vòng một ngày thôi. Thế thì ngay lập tức là đến bệnh viện Mỹ 1119 là đến phóng lên ngay đường vào bệnh viện. Lập tức phân tích ra vết loét là gì. Và vì trường hợp này người Mỹ đã gặp nhiều rồi cho nên là ngay lập tức có kết quả luôn. Ông bị viêm họng và ông ho ra thì con vi khuẩn từ họng bắn vào chân. Chuyện nghe như một cái trò hề. Bắn vào chân và con đấy từ họng nó khác vào chân thì nó biến thành con vi khuẩn ăn thịt người. Thế thì, và chính vì thế ông có cái vết loét nó to rất to nhanh. Ngay lập tức bác sĩ đã quát lên trường hợp này rồi hỏi ông luôn: ông thích chia tay cuộc sống của ông hay là chia tay cái chân của ông? Ông này hỏi gì lạ thế mà ngay lập tức đưa vào mổ cắt chân luôn. Cảnh cuối cùng là cảnh thắng lợi huy hoàng. Nền y học Mỹ là ông này ngồi xe lăn đằng sau bảo vợ mặt mũi rạng rỡ. Bởi vì nền y học đó đã cứu ông khỏi chết. Nhưng ông đâu biết rằng giống như chuyện là giống chuyện gì nhỉ? Chuyện gì mà Kim Trọng là cái gì nhỉ? Chuyện con Triệu Đà là ai nhỉ? Trọng Thủy. Trọng Thủy biết đâu rằng kẻ thù chính đang ngồi sau lưng đó. Chính cô này là nạn nhân của cái nền áo này, là nạn nhân của cái nền nhọc đó đúng không? Đấy. Tại vì sống trong cái nền y học mà thuốc thang nhiều thì cuối cùng cơ thể con người không còn một tí gì để kháng cả. Để thế là tôi mới ngay lập tức tôi không thể chịu được. Là một cái vấn đề mà chưa tìm hiểu, tôi đi sục tìm hết trên mạng sục tìm ra được là bệnh hoại tử, đúng không? Viêm cơ hoại tử, đúng không? Đó là bệnh mà các vi khuẩn trong đấy bài viết đó rất rõ ràng nói rằng bệnh này thường chủ yếu là do con vi khuẩn gây ra bệnh viêm họng thông thường strep A. Đó là loại vi khuẩn strep A. Nhưng đối với số người thì khi ho ra thì nó bắn vào chân hoặc bắn vào tay, gặp phải một khe nào đấy, một vết xước gì đấy, thậm chí chỉ qua một làn da yếu thôi. Tức là chỉ qua một cái không có vết xước nhưng cái da yếu là nó có thể thâm nhập vào, nó biến đổi thành dạng hung hãn là vi khuẩn ăn thịt người. Cái bài viết khoa học đấy sau đấy có nói mọi người là rất cẩn thận này, nếu mà ho thì che miệng đi, nếu không được cưa chân. Sống trong thế giới đấy không gọi là sống nữa. Sống mà để thấy ai rồi nó cảnh cáo là những người xung quanh đây. Nhìn thấy không sợ. Chỉ nói các bạn ngồi xa xa trong phòng thì vâng. Nó khuyên rằng là cứ 10 người khoảng 3 người là bị nhưng lại không ho. 10 người có 3 người là có cái step A trong họng nhưng không ho thì cũng phải cảnh giác với người đó. Thế thì sống, thế thì cuộc sống tôi đã rất đúng là địa ngục trần gian, không một từ gì khác. Thế là các bạn thường tưởng tượng một cái thế giới mà thấy ai ho thì cô cặp chạy thì hoàn toàn. Bởi ai nó ho thì cơ chân. Đấy là thế giới gì vậy mà ho một cái thì cơ chân mà. Thế cái da yếu, tại sao có da yếu? Da yếu là do suốt ngày dùng các loại xà phòng đó. Nó làm hỏng vết da. Trên mặt vết da chúng ta có một cái hệ vi sinh, chính là bạn da. Chúng ta suốt ngày xà phòng Lifebuoy thì quản diện hết tất cả cái đúng rồi, chị không bao giờ dùng. Nó như là nó như một cánh rừng, nó như một cánh rừng nhìn qua lên. Tôi mười mấy năm nay không biết xà phòng là gì đâu. Không nên gì dùng gì á? Không dùng gì á? Không, cả một ngày mùa đông thì tắm 2 lần nước lạnh, ngày mùa hè tắm 5-6 lần thì làm sao mà bẩn nữa. Vì cọ sạch sẽ, ăn uống sạch sẽ, ăn uống toàn những tinh túy của thiên nhiên thì làm sao ra bẩn được. Ăn sạch cái người không cần mồ hôi nữa đâu. Không có cái gì cả. Đọc đây bên rồi đọc các báo nước ngoài thấy là đúng là bên các nước phát triển là địa ngục trần gian. Có những người mà mồ hôi là mùi khá hơn. Có những người do cái sự chuyển hóa làm sao mà tất cả sự tiết ra là mùi khá hơn cái kênh của nó không nào chữa được đâu. Thế thì là không dùng hóa chất. Thì trên cái da đấy thì là cái ông đấy và các bạn từ cái chuyện này có rất nhiều điều đáng chú ý để rút ra nhé. Thứ nhất là tại sao khi ở trong họng ông ta thì nó không ăn thịt người
mà tại sao khi bắn trúng chân thì lại ăn thịt người? Bởi vì họ chúng ta có hệ thống gì nhỉ? Amidan. Thế cuối cùng là y học này nó cắt dinh dinh và nó cắt cắt đi. Ở đấy rất mạnh. Nó chính là cái hệ thống bảo vệ chúng ta. Mà hơn thế nữa, cắt amidan là sẽ bị thiếu máu. Mà thiếu máu rồi thì còn bị huyết học thì nó sẽ đóng cho cái mác là ung thư máu. Và nó bắt chuyển hóa chất. À. Cầu thủ nổi tiếng nhất hiện giờ Brazil là ai nhỉ? Neymar. Khi mới chuyển về câu lạc bộ Barcelona thì tự dưng bác sĩ phát hiện ra bị thiếu máu, không phải tự dưng, tôi lại không thể chịu được cái chuyện đấy. Tôi bảo anh này nhà vận động viên cơ mà, tại sao thiếu máu? Chết, câu lạc bộ này bị lừa mất rồi à? Mua về một hàng 100 triệu đô cũng bị thiếu máu à? Đây là chữa trị, tôi đọc lại bản tin gốc, hóa ra anh này cắt amidan xong bị thiếu máu. Điều từ những sự kiện đơn giản đấy chúng ta có thể giúp được rất nhiều điều. Thứ nhất là tuy là vận động viên thật nhưng mà người ta khỏe, ý chí tập luyện người ta thôi, nhưng còn ốm đau lắm. Ốm đau đến mức mà viêm họng quá lúc mà người ta phải gì nhỉ? Phải cắt đi. Ý thứ hai, tại sao cái cắt nhỉ? Ý thứ ba rút ra được là cắt xong thì làm sao? Bị thiếu máu đúng không? Thế thì đấy là những cái chuyện mà liên quan đến đấy. Tôi cần một chuyện dài hơn nữa để nói đến các cơ sở khoa học của việc ăn uống dưỡng sinh, các việc tập luyện dưỡng sinh ảnh hưởng thế nào, tại sao nó lại khỏe quá, tại sao đồ dưỡng sinh thì không bệnh tật nào lại có thể béo nặng được không? Bởi vì bản thân cơ thể chúng ta nó không sợ bất cứ gì cả. Ăn uống làm thay đổi cái môi trường chúng ta, nó làm cân bằng môi trường chúng ta. Cân bằng ở đây thì có thể nói hơi sơ trước một tí hoặc là hơi sơ sơ tí là cái độ pH nó cân bằng axit kiểu đó. Thế người nào bị axit quá thì là vi khuẩn nhiễm khuẩn vào là bệnh ngay. Còn những người mà kiềm thì vi khuẩn vào nó chả sợ, không sợ, không hề sợ cả. Thậm chí tôi có thể là cái con vi khuẩn mà cái ông này ông ấy ho ấy, ông ho ra làm cơ chân ấy, ông cắn vào chân tay tôi cũng chẳng sợ, đúng không? Ông có gặm vào chân tay tôi cũng chẳng sợ, bởi vì là người tôi cũng sợ, đúng không? Đấy, chỉ có ông đấy thôi, đúng không? Thế thì cái người tiểu đường ấy là người mà axit rất là nặng, quá axit, cho nên chỉ cần một cái vết lết là không thể chữa nổi. Thế thì ở đây là câu hỏi, sao kháng sinh lại không chữa được những vết lết của người tiểu đường? Bởi vì môi trường axit mà. Môi trường axit và kiềm thực ra chính là âm và dương ở trong cái triết học phù đồng mà. Nếu người axit quá thì là âm, đúng không? Kiềm là dương. Thế nên thôi, chúng ta chỉ cần cân bằng ở cái trạng thái chuẩn của nó là không cái vi khuẩn nào có thể đe dọa chúng ta, không bao giờ biết ốm đau gì cả. Đấy là những cái ngọt là âm, muối là dương, đúng không? Một vết loét người ta bảo rắc đường vào đấy, nó loét thêm ra, rắc muối vào nó co lại và là hết, đúng không? Đấy, nó có những điều âm dương rất đơn giản, đó là axit và kiềm. Chúng ta ăn uống thì chúng ta sẽ đạt được một cái môi trường có độ pH, tức là độ kiềm lý tưởng, và lúc đấy cơ thể chúng ta khỏe và chúng ta không sợ bất cứ bệnh nào. Thế thôi, rất đơn giản, đúng không? Thế thì đấy là nói gợi mở cho các bạn như thế. Hôm nay buổi nói chuyện quá nhiều có thể làm các bạn kiểu gọi là bị quá tải mất, cho nên tôi xin dừng cuộc nói chuyện ở đây. Thế thì chúng ta có thể rút ra được những cái thông điệp gì của bài này không? Đó là con đường chúng ta tự lựa chọn, không? Con đường chúng ta tự lựa chọn. Và chúng ta chọn con đường gì? Chọn con đường hạnh phúc, chứ không phải là chọn con đường bất hạnh. Rồi, xin cảm ơn tất cả các độc giả.